giờ mình ăn chay trường, mình biết mình ăn chay trường nó được lợi ích thì sao? Là vì sao? Vì do mình ăn chay trường. Còn người ta mới có ăn chay một bữa, ta sốt ruột thì ta nói ăn chay không có tốt, vì ăn đói bụng yếu. Vì người ta mới ăn có một hai bữa thì người ta nghĩ nó mệt, nó đói, nó yếu. Còn mình ăn chay hoài mình có đói gì đâu, mà tâm trạng nhẹ nhàng nên mình mới biết được ăn chay nó tốt là do mình biết mình mới ăn. Không? Còn người ta chưa ăn chay thì người ta ăn mặn nó ngon, thịt thà đồ người ta ăn ngon, thì người ta biết ăn thịt là ngon. Thì cái góc độ biết đó của người ta nên người ta bình luận cái ăn thịt là đúng. Còn mình ăn chay, mình hiểu sâu về Phật pháp thì mình biết ăn chay nó có một cái mặt tâm linh dưỡng tâm thiện. Và mình biết cái tâm từ bi mình phát lên mình ăn chay, vì do mình hiểu nên mình ăn chay. Đúng không? Nó đỡ đụng nhau. Chuyện ăn chay ăn mặn mà cũng đi đụng nhau nữa. Mình ăn chay được thì mình ăn đi, người ta ăn mặn thì người ta ăn, kệ người ta. Thì bản thân của mình chỉ cần ăn chay cho tốt thì bản thân của mình đỡ tối đa đụng độ. Đúng không? Quý vị cố gắng ăn chay, quý vị vui đi, quý vị khỏe đi, quý vị an lạc đi, quý vị nhẹ nhàng tâm trí đi, rồi tự nhiên á, từ từ người ta ăn chay theo à. Như Nhật Đức ăn chay mười mấy năm, càng ăn càng mập nè, khỏe nè, vui nè, rồi dễ thương nữa. Không? Vậy người ta học ăn chay theo, ít sân si. Ngày xưa chữ sùm, bây giờ ít chữ, thì ta thấy ăn chay có kết quả. Thì quý vị cũng học Iran vậy chứ ai mà quý vị ăn chay quý vị chữ sùm, chữ nhà, chữ chồng, chữ con đùm xùm la. Ai ăn chay theo quý vị? Ăn mới sợ. Bà ăn chay mà giữ như chằn lửa. Đúng không? Bà niệm Phật mà nó giảng sanh, giảng sanh, giảng sanh, bà buông ra bà chữ tá lả âm binh. Chữ chồng, chữ con, chữ tá lả âm binh, đụng ai cũng chữ. Ai mà dám ăn chay niệm Phật với mấy bà? Mấy bà càng ăn chay càng niệm Phật, mấy bà hiền đi. Hiền á, nói chuyện ngọt ngào. Hồi xưa kêu chồng anh là biểu coi. Bây giờ mình kêu anh đó, kêu ngọt dịu vô cùng luôn. Anh lỡ em nói này nghe coi anh, cái ngọt ngào đi. Thì người ta thấy vị ăn chay niệm Phật hay, người ta sẽ tán đồng với vị ăn chay niệm Phật. Mình làm vợ bây giờ mình còn làm đồ mặn cho chồng ăn, chồng mình ăn mặn, thì mình làm đồ mặn là vai trò của mình. Thì mình phải làm sao đồ mặn này mình làm cho ngon, mình làm cho ngon cho chồng ăn. Mình quỳ trước Phật Bồ Tát, cái nghiệp duyên của con sinh ra cái cõi đời này, bây giờ con phải trả nợ người chồng này. Con chay trường là dưới cái tấm lòng của con. Mỗi lần chúng ta làm thịt chúng ta đều niệm Phật, để cái máy niệm Phật kế bên luôn, niệm Phật suốt. Phật Bồ Tát đều biết được cái tâm đó của mình, vì cái nghiệp duyên con không muốn trở ngại cái gì. Khi tu hành mà bây giờ xảy ra vấn đề trở ngại đây, người ta phỉ báng Phật pháp. Cái chuyện tu là cá nhân của con, chứ cái chuyện con có trở ngại với cái gia đình. Bây giờ gia đình con chưa biết tu, mà con cũng cái nghiệp duyên sinh vào cái gia đình này như vậy, thì thôi con vui vẻ con trả nợ. Giờ con làm đồ ăn, bữa nay con chiên thịt ba gọi cho chồng con ăn, con ướp cho nó ngon, chiên cho nó thơm phức, ngon lành luôn, niêm cho vừa ăn, niêm đàng hoàng luôn. Giết chồng nó ăn quá trời ngon, chồng hỏi bà không nhận bà hay thiệt á, bà ăn chay mà bà làm đồ ăn mặn ngon gì mà bà không thèm sao? Cười cười không nói dòng do, cứ cười cười không thích nói dòng do nhiều chứ. Từ từ cảm hóa liền 100% mới được. Cảm hóa. Quý vị nói ăn chay mà còn làm đồ mặn tội. Tội cái gì? Nhiều đời nhiều kiếp người ta cũng làm đồ mặn cho quý vị ăn, bây giờ quý vị làm đồ mặn lại cho người ta ăn. Còn cái tâm tu giải thoát của quý vị là cái tâm của quý vị. Hiểu không? Trong cái cõi đời này nghiệp duyên nó như là màn lưới, quý vị đừng có bị trở ngại. Nó như là màn lưới, bây giờ
nó dai chả, dai chả, dai chả, dai chả. Quý vị mà không thông chỗ này thì quý vị tu trong cái thời cuộc này sao tu? Sao tu đấy? Đúng không? Mình còn vợ còn chồng, mình đi ra đường với chồng mà mình bạn đồ quê mùa quá, chồng mình cũng mắc mặt với người ta. Mình không biết ra lăng gì hết trơn thì chồng mình cũng cảm thấy mắc mặt. Nên bản thân mình ngày xưa mình đã hiểu biết cái gì, bây giờ mình học Phật của mình bước ra cái cảnh thế gian, đi với chồng, với vợ, bản thân của mình cũng không có tệ, nhưng mà mình không có lộ lẫy quá như ngày xưa, chứ mình cũng không có nói chuyện quá tệ như ngày xưa. Mình điều chỉnh văn tự lại cho nó được một chút, hình ảnh cũng được một chút, không đến nỗi tệ. Mọi mặt được một chút, được một chút, được một chút. Bước ra cũng không đến nỗi làm cho chồng, vợ mình mất mặt. Vì thì cái học Phật mình ai mà phê phán được? Ai phê phán được? Nên chúng ta tu hướng đến giải thoát, nhưng quý vị là người đi vào tiêu cực. Giải thoát nhưng lại là tiêu cực giải thoát. Vì nghe câu như Đức viết nè: dùng tình cảm xuất thế đi vào tình cảm thế gian, dẫn dắt tình cảm thế gian đi vào sức thế gian thì độ sanh mới rộng. À, tại vì người ta đa phần là tình cảm thế gian. Quý vị nếu tình cảm thế gian bị còn mỏng người ta lấy sao độ tình cảm thế gian? Quý vị thấy đa phần bây giờ cái tình người là thế gian không? Mình mà không phát triển được cái tình thế gian này nó mạnh thì làm sao dẫn dắt người ta đi vào sức thế gian? Ai đi theo quý vị mà dẫn dắt? Đúng không? Nên á, dẫn tình cảm thế gian mới đi vào sức thế gian. Như vậy thì mình độ sanh mới rộng. Có nhiều người đi tu quý vị thấy họ có độ được ai đâu, có phiên ai tu được đâu. Họ chấp nặng, họ chấp này không được, này không được, này không được. Họ chấp pháp, pháp của họ gọi là pháp chết. Được chưa? Pháp chết. Còn chúng ta học Phật là chúng ta đang học cái pháp sống động quý vị à. Những đức nói quý vị có động không? Không động sao gục gạch? Đúng không? Có ai mà ngồi gì im gu gì? Trong cái cõi đời này quý vị mà im gu vậy thì người ta cảm thấy dù người ta có kính trọng quý vị, người ta có thấy vị phi phàm thì người ta cũng không làm được. Nên người ta động thì mình phải động. Đúng không? Nên sống động, sống là phải động. Đó, Phật pháp nó cũng đi vào sống động. Phật pháp mà nó không cải cách sống động, sao phù hợp với căn tính con người từng đời? Tại sao mà từng đời người ta phiên dịch lại những lời giảng? Phiên dịch lại là vì sao? Vì người ta theo cái hiến chương của nhà nước. Lâu lâu nhà nước đưa ra hiến chương thay đổi một chút. Quý vị biết vì sao nhà nước thay đổi hiến chương không? Vì cái địa phận đất đai mỗi vùng nó có sự cải cách, hoặc là chung cư đồ mọc lên, có người nó đang đi vào hiện đại, và nơi đó nó không còn quê mùa như ngày xưa thì hiến chương nó mới phù hợp vào. Đúng không? Còn ngày xưa thì ruộng đất làm lụng tay lắm chân bùn thì hiến chương phù hợp tay lắm chân bùn. Nhưng khi xã hội đang phát triển về kinh doanh địa ốc nảy nọ rồi thì người ta phải hiến chương làm sao phù hợp vào kinh doanh địa ốc. Thì đạo pháp nó cũng sống động theo như vậy. Để Phật pháp làm sao cho con người ta thấy nó không có lạ. Chứ nếu như người ta nói Phật pháp mình nó quê mùa, nó lạ quá thì người ta nói Phật pháp đẩy lùi phía sau thì người ta đâu có tiếp nhận Phật pháp quý vị. Đúng không? Ngày xưa người ta có thể đi tu, người ta bận một bộ đồ cũ, một đồ rách, ta mai giá tùm lum. Đúng không? Hoặc là ta đi vô trong rừng, người ta ngồi trong đó, ta cắt cái cốc, ta trồng vài củ cải người ta ăn. Có những vị cao siêu hơn, đi vô trong núi rừng tu mà chiêu cảm sơn thần, kêu những loài động vật đem trái cây đến để cúng dường cho ăn luôn. Còn bây giờ mình mà làm như vậy thì mình chết. Tại vì sao? Nếu mình bây giờ tự hiện mình ngồi mình tu mà có mèo chuột đồ đem tha trái cây lại cho mình ăn thì người ta đến nó dẫm mới bị chết. Vì sao? Thấy mới bị phi phàm quá, trở thành mê tín. Hiểu không? Trước nhất là công an bắt quý vị là mê tín quá.
Người ta theo ào ào, ta lễ lại từ dưới núi lại lên, ta làm thấy ghê quá. Cuối cùng cái nơi quý vị có yên tu nữa không? Nên quý vị bây giờ phải tu làm sao? Đối với cảnh vật thế gian, quý vị phải na ná tương đối. Nên mới dùng cái câu, dùng tình cảm sức thế đi vào tình cảm thế gian. Rõ ràng không? Dẫn dắt tình cảm thế gian đi vào sức thế gian. Hiểu không? Nhờ bao nhiêu cô vô chùa mình nó đâu phải đi vào sức thế gian, mà do về thương yêu quý mến, lo lắng vui vẻ thế gian. Cuối cùng cảm hóa. Đi từ từ mình chỉnh một chút, đi từ từ mình chỉnh một chút, chỉnh từ từ mấy bà chạy theo mình về Cực Lạc. Đó. Nên mình học Phật mình phải có cái góc độ cực kỳ sâu sắc. Vì như Đức hướng dẫn quý vị hết rồi, vì áp dụng trong cái hoàn cảnh gia đình quý vị tu nhớ nghe. Quý vị tu hành mà quý vị nói tôi bị trở ngại là do tại quý vị. Phật pháp có giải trở ngại. Cái tâm giải thoát là cái cảnh nào cũng giải thoát. Té tu cũng giải thoát nữa. Đẻ con cũng giải thoát nữa. Có bầu cũng giải thoát nữa. Thầy mình có chồng phải có bầu chứ sao? Chứ bây giờ mấy bà muốn thì muốn nhưng mà bầu thì không muốn. Chuyện này mới hơi quá đáng. Hiểu không? Thì đã là có chồng thì phải có bầu bì. Thì ở trong hoàn cảnh nào giải thoát hoàn cảnh đấy. Khi mình không tu, mình còn mong mỏi chồng mình thương nhiều. Khi mình tu rồi chồng mình thương nhiều, mình nói đúng là cũng khổ. Khổ là do tại mình. Không thương mình cũng khổ, mà thương mình quá cũng khổ. Khổ là do tại mình. Nếu như bản thân chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc thì nó là hạnh phúc. Hiểu không? Nhớ kỹ, Phật pháp không có một chút trở ngại nào hết trơn. Ai học Phật mà trở ngại là do tại chúng ta, không có do Phật pháp dạy đâu quý vị à. Phật pháp là thông tình đạt lý. Thông tình, tình thế gian, đạt lý, lý giải thoát. Thông tình đạt lý quý vị. Nên từ nơi đó học Phật không có trở ngại nghe. Các chú, các cô, các cụ không có trở ngại. Dù hoàn cảnh trở ngại gì cũng không có trở ngại. Vì có ai chối buộc cái thân mạng này của mình sống hoài đâu mà trở ngại. Đúng quý vị? Những đứa nói vị trong hoàn cảnh nào thì cũng có ba buổi cơm ăn à. Chắc chắn cũng không đến nỗi đói chết. Quý vị hãy hạ thấp nhất cái cuộc sống quý vị xuống là gì? Có ba buổi cơm thì bản thân quý vị vui trong ba buổi cơm đó đi. Nói chuyện mà lột da môi. Thấy không? Nên từ nơi đó mà quý vị tu làm sao mà đừng bị trở ngại. Những điều chia sẻ này cực kỳ quan trọng. Quý tu mà có cái trở ngại là bị hoàn toàn thất bại. 100% bị thất bại. Thấy không? Nếu đi tu hành rồi, đi đến chùa rồi mà đi về đi với chồng mà bận cái đầm ngắn, cái riếp ngắn mà bị trở ngại, vậy là quý vị bị trở ngại. Chứ Phật pháp đâu có trở ngại cái chuyện này. Thấy không? Tại vì cái lúc này chồng cặn. Chồng cặn là tôi vì chồng. Anh muốn tôi được gì đúng không? Anh muốn tôi như vậy phải không? Được. Do anh muốn. Tôi chiều anh đó. Đó. Chiều anh đó. Có trở ngại gì đâu. Do bản thân mình bị trở ngại. Rồi cuối cùng phiền não đến với mình ập ập với mình. Còn duyên của mình sao thì mình cứ như vậy. Còn từ xưa tới giờ mình đơn giản thì mình cứ đơn giản hoài. Tại vì mình đã được cái đơn giản. Chứ ai mượn học Phật cái tự nhiên lôi ra ăn dọn tứ tung lang tan lên. Cái đó là đi ngược vấn đề. Hiểu không? Mình đã lấy chồng rồi thì tu hành không có trở ngại là vì sao? Vì do chồng quyết định cho mình nên bản thân mình không có trở ngại. Hiểu không? Nó không có trở ngại gì đâu. Nhớ tất cả các việc không có trở ngại. Không có trở ngại là tự tại. Không có trở ngại là tự tại chứ sao à. Nên bản thân của mấy cô mà nghe gì rồi á, mấy chú mà nghe gì rồi học Phật á, thấy Phật pháp hay chưa? Quá hay. Phật pháp quá hay luôn. Có mê tín không? Không có một câu nào mê tín nữa. Những đức hỏi quý vị đi đến chùa bị cúng dường có ai bắt ép quý vị không?
Vì làm việc thiện đó, người ta nêu lên vị làm chứ có ai bắt em không? Tự mà làm. Thì đã tự là làm, tự làm thì trách ai? Đúng không? Thí dụ như bây giờ người ta nó có quyền, người ta nói ngọt với mình, tự nhiên mình cho không người ta, mình có bầu, mình trách ai? Tự mình làm, mình chịu mà. Đúng quý vị? Cái chuyện đó có ai ép quý vị phải chịu. Dù quý vị không chịu mà người ta làm quý vị chịu là do tại vì chịu. Đúng không? Thì đừng có trách người ta. Đừng có nói rằng do anh dụ tôi. Dụ gì? Ai mượn mình? Ai mượn mình bị dụ? Mình do bị dụ là tại mình. Người ta có quyền dụ mình. Mình ai mượn mình bị dụ? Cuộc sống rất rõ ràng quý vị. Mà dụ qua dụ lại trong vô lượng kiếp. Bữa nay người ta dụ mình, ngày mai mình dụ người ta. Trong lục đạo luân hồi, nhìn quả thì biết nhân, mà nhìn nhân thì biết quả. Chứ ai mà dạy hơn ai đâu. Cái nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp nó cứ câu thúc nhau hoài trong lục đạo luân hồi. Bây giờ trong cái cõi đời này vui chả để mà mình gầy dựng cái tâm á. Còn cái thân bên ngoài thì nó chuyển biến hình tướng. Còn cái tâm gầy dựng giải thoát mới là chỗ quan trọng nhất của con người tu. Không? Đó. Giống như giờ nhà Đức nói chuyện bị cười. Không? Thấy chưa? Nói thì bị cười. Rồi một ngày nào bị nói, bởi vì nói khéo quá vì cười. Ông này không đơn giản. Ông nói ông làm mình cười thì ghê. Bây giờ đổ bể ra ông gì á, tôi ghét con người này còn hơn cái gì. Người ta nói cho cười rồi cuối cùng á, cái gì ra cái ghét. Thấy không? Còn lúc mà thương thì nói sao cũng cười. Gầy cũng cười, la cũng cười. Nói sao cũng cười. Đã thương rồi nói sao cũng cười. Mà đã ghét rồi mình cười họ cũng không cười lại. Cười với họ nói mặt thấy ghét thì ghét. Khó ưa vô duyên. Hô. Đi ra. Ta ghét rồi làm gì đó quý vị ơi. Nó nên từ nơi đó thôi quý vị. Trong cuộc đời này làm sao mà tròn vẹn hết. Sao mà tròn vẹn hết. Nó, nên nãy mấy anh chị viết kịch bản phim, mấy anh chị nói một câu, con hỏi thầy cho kỹ, để lỡ đóng có những người người ta phản ảnh này kia. Những Đức nói trong cuộc đời này không có gì tròn vẹn đâu anh chị ơi. Thấy không? 1000 người thương á, thì cũng có vài người ghét à. Đúng quý vị? Nhà Đức giảng pháp có khi gì chúng sanh mà khi cũng bị ta chửi te tua. Thầy bắt trợn khùng. Có một lần bữa hổm mà cái nằm trong quan tài mới đây nè, có một cái bình luận, một cái nghe ít nhất đó. Lần này là ít nhất luôn, có một tin nhắn là ông coi chừng thằng đệ tử nó đóng nắp lại nó bắn đinh chết đó chồng. Nó giật chùa ông luôn cho biết. Ông cũng khùng thấy ghê quý vị. Thấy không? Thấy không? Đó, có cái bình luận đó đó. Tại vì cái nằm quan tài đợt này nói chuyện giống như hấp hối vậy. Nói tặng đáy lòng nữa nó không có vui như lần kia. Lần kia nó có nhiều cái trái chiều một số người, cũng ít thôi. Nhưng mà lần này là không có, là do gì nó gần chết. Nó hấp hối. Chứ mình chơi đến mức này là ghê quá rồi. Nó lạnh chân sống. Chịu bó tay với mình luôn. Chịu hết nổi quý vị ơi. Không đơn giản quý vị. Nằm vô trong đó mà nửa tiếng đồng hồ mà đóng nắp kính không dễ đâu. Không dễ á nghe. Những Đức phải có khả năng bơm hơi làm sao á. Chứ nửa tiếng quý vị thử đi rồi đóng lại đi rồi quý vị biết à. Coi chừng đóng quý vị lại 3 phút chết queo. Le lử chết queo á. Nó ngợp á. Bây giờ cái nắp quan tài đóng là kín mít luôn, thêm nữa là cái miếng vải nó lót bên trong đậy lại là nó kín luôn à. Nó không có cái hơi bay vô được. Nên mình thở có được. Nên quý vị cái lúc quý vị thấy Nhà Đức nằm trong quan tài, Nhà Đức giảng nha, là cái lúc đó là Nhà Đức gần chết. Cái lúc đó là thở yếu lắm. Quý vị thấy Nhà Đức nói chuyện chậm chưa? Nói xong Nhà Đức thở hơi. Bây giờ em không? Đó. Rồi xong Nhà Đức nói chậm cái hít hơi thêm hơi nữa đó không? Nhờ Nhà Đức khéo léo. Nên Nhà Đức mới ngồi trong nó nằm trong đó lâu với thêm nữa là cái tâm Nhà Đức bình tĩnh. Nhịp tim Nhà Đức nó đập đều. Đập đều.
Chứ nếu như mà những đức giảng như gì, 3 phút ngụm cu tỏi, thở hít không nổi quý vị, không kịp, chết. Không, chơi giỡn mà làm thiệt luôn. Không mà bữa đó mà những đức mà chết thiệt chứ quý vị, mà nghe tin đó chắc quý vị cũng vui lắm đúng không? Ừ, vui thầy giảng sanh rồi. Không mà nó nói chứ nghe tin nó bắt tự cũng không, không đơn giản đâu quý vị ơi. Đúng không? Tự nhiên bây giờ đưa lên mạng nói thầy Đức chết, vô quan tài giảng cuối cùng xong mở nắp ra le cái lưỡi chết quen. Kiểu đó chắc kinh khủng lắm quý vị ơi. Bây giờ mà mỗi tuần mà lỡ nghe giảng mà vui kiểu này á, mà tự nhiên mới là tổ chức lễ xong bây giờ thầy chui quan tài thầy giỡn, bây giờ giảng bây giờ cuối cùng chết queo rồi. Thằng sao mà tự nhiên sao mà nó không tưởng tượng được đâu quý vị ơi, đúng không? Mà những đứa nói một số quý vị coi bữa đó tự nhiên quý vị cũng thấy thổn thức cái tâm, đúng không? Thấy tội nghiệp với quý vị đó, thấy không? Có những người nó chán ơi cũng là nhỏ vài giọt nước mắt, tội nghiệp với quý vị đúng không? Quá nguy hiểm, thấy không? Có cái bà đó bà khóc mà sưng con mắt á, bà chụp hình bà gỡ qua, mà do bà đó không có chồng nữa. Bà có chồng thì chắc chồng bà quýnh bà le lử luôn, hiểu không? Không mà có khi khóc khóc chứ cũng trốn chồng quý vị ơi, chứ mà đừng cho nó thấy nó chửi chết một, hiểu không? Nó nên không mà những đức làm nhiều việc nó lạ lạ quý vị, mấy cái việc lạ gọi là độc lạ không ai làm, hiểu không? Thì thôi mình đi đến đây mình làm hết đi, mình làm rồi lúc nào mình đi cho nên xong chuyện, làm hết chuyện rồi càng làm nhiều chừng nào thì càng đi sớm chừng nấy. Thật sự vì mình làm nhiều việc rồi thì mình phải đi sớm, còn người ta làm từ từ thì ta ở lại lâu, còn mình làm nhiều làm nhanh nhất thì đi sớm nhất. Quy tắc của nhân sinh là gì đó quý vị? Làm nhanh nhất thì đi sớm nhất, tại những đức làm nhiều quá thì những đức phải nghỉ sớm, người ta làm từ từ thì người ta nghỉ trễ. Thà mình làm khuất cho rồi đi quý vị, hô đi đi đại đi chứ. Hiểu không? Làm cho nhanh lên. Nên quý vị thấy mà lễ lọc đồ hoặc là quà cáp rồi những đức tặng, quý vị thấy những đức làm âm âm chưa? Tại vì đi sớm, đi sớm nó khỏe, thấy không? Còn quý vị lúc mà nhà đức đi rồi quý vị ở lại tu mới dữ dằn. Thì quý vị thấy nhà đức tặng tượng Phật mà nói là tặng mà từng nhà tu là vì sao? Gầy dựng cái đó là số 1 đấy quý vị. Ừ, sau này tại nhà quý vị là vì tu ngon lành luôn đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Niệm Phật lễ Phật có sẵn hết rồi, cái gì cũng có sẵn hết rồi quý vị, vậy là đủ rồi. Rồi bao nhiêu bài giảng nghe lại là cũng quá đầy đủ để thành tựu con đường giảng sanh, đúng không? Nên chúng ta phải tranh thủ lên. Không, với cái cõi này quý vị ơi, cái cõi này làm được là phải tranh thủ làm, phải tranh thủ làm, không có đơn giản. Một ngày nào mà làm không được, muốn làm cũng không được. Nên bây giờ làm được là phải nỗ lực mà làm. Bây giờ là những buổi giảng của những đức là nhiều những tôn giáo khác mà nghe chứ, nên có cái bài giảng hôm nay nè. Bài giảng hôm nay gọi là bất cứ một tôn giáo nào học Phật, hay bất cứ một người học Phật nào học tôn giáo nào, không có trở ngại. Vì hỏi có tội không? Không có tội. Làm gì có tội? Có lỗi không? Không có lỗi luôn. Quý vị bất cứ một tôn giáo nào quý vị học cái hay thì vị giáo chủ của tôn giáo quý vị vô cùng tán thán quý vị, không có lỗi. Nhớ không có lỗi nghe quý vị. Đó. Còn quý vị có hư hỏng cỡ nào, phá thai nhiều lần, bất hiếu với cha mẹ, chửi cha mắng mẹ, bây giờ quý vị đều có thể quay đầu học Phật được. Đều học Phật được hết. Này là Đức Phật còn tại thế đã làm điều đó rõ ràng mà. Hư như ông vô não, ông giết bao nhiêu con người mà quay đầu quy y Phật là Phật độ liền. Chỉ cần quay đầu là bờ. Nên trong nhà Phật có câu nói là lãng tử quay đầu quý hơn vàng.
Vì hư cỡ nào hư quay đầu, sửa đổi lỗi lầm học đạo, sửa đổi lỗi lầm, đây là điều quý. Quý. Dù giờ mình ở đâu mình nghe đi chăng nữa, bây giờ mình cũng học được quý vị. Làm được hết chứ. Giờ chùa mình càng ngày càng đông, bây giờ những khóa tu thì được. Bây giờ nếu mà vô trong chùa mình ở luôn, cái lượng người bây giờ bị giới hạn rồi đó. Tại vì đông quá rồi, bây giờ không có chỗ ở rồi nè. Nó, nếu mà qua Tết này mà Hòa Thượng mà ngày chịu mà xây chùa thì vài năm sau có ngôi chùa. Vài năm sau có ngôi chùa nữa. Thấy không? Nhưng mà ngộ nghe quý vị, như Hòa Thượng đồ này kia mà ngài làm á, là ngài sống thọ. Vì trách nhiệm phải làm. Thấy không? Vì còn trách nhiệm phải làm. Tại vì còn việc phải làm, phải ở lại quý vị. Nó từ nơi đó mà kệ xây thêm một ngôi chùa nó được á, chúng sanh cả ngàn người được ở trong chùa cũng hay lắm. Thấy không? Tết năm nay nè là thêm cái ngôi chùa nhỏ ngoài á, xây xong ở khoảng 200 người. Cái chùa ngoài trước cổng á xây sắp xong rồi. Nó thì ở khoảng 200 người ngoài đó. Đó là một đạo tràng tiếp tục nữa đó. Tuy trong Đại Tùng Lâm nhưng mà mọc ra thêm điểm nữa. Nó nếu mà qua Tết Hòa Thượng mà chịu xây cái miếng đất bên kia thì một ngôi chùa quá lớn luôn, quá hoành tráng luôn. Thấy không? Những đức nói Phật tử ở đây có phước lớn. Phật tử ngoài miền ngoài bao nhiêu lần họ rủ những đức ra ngoài đó, nhưng mà đức không bao giờ đi. Tại vì cái duyên của những đức nó ở đây. Thấy không? Nó duyên nó ở đây nó dày quá đi đâu. Nên từ nơi đó mà Phật tử miền ngoài người ta nói rằng kiếm một ngôi chùa chuyên tu như ở đây một ngôi cũng không có. Nó nhỏ cũng không có. Chuyên tu toàn là đạo tràng, cư sĩ nhí luôn mà. Không có cái ngôi chùa nào chuyên tu rốt ráo như gì. Nên quý vị ở đây một khu vực này thôi mà 3-4 điểm chùa gì quý vị có phước cỡ nào chưa? Quá có phước báo nghe quý vị. Giỡn đâu. Tết nhất cái lễ lọc thứ bảy chủ nhật là được về chùa. Như Đức nói vị bây giờ là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật mà bị về đây bị tu nghe. Giết rồi bị thấy một tuần nó bị làm việc qua mau cấp kỳ. Qua mau dữ lắm. Thì bị thoải mái lắm, ngày nào như Đức cũng giảng. Bao nhiêu chương trình bị coi hoài, thời gian qua mau cấp kỳ. Lúc nào bị rảnh là bị bấm lên bị coi. Ngày nào như Đức cũng làm chương trình này, chương trình kia, chương trình nọ đưa lên mạng suốt. Rồi hai buổi giảng cố định bị cũng được nghe. Động viên hoài, giết nó cỡ sạch nhất. Thấy không? Nó cỡ sạch nhất thì nó mát mẻ. Bây giờ mấy bà nhiều cái phiền não chói buộc quá thì phiền não thì nóng nực. Bây giờ mấy cô cỡ sạch nhất chân rồi thì mát chân sao? Hiểu không? Nên từ nơi đó mà giảng pháp bây giờ nó phải là kích thích nhân sinh, giống phù hợp nhân sinh, tùy ý nghĩ của người ta thôi. Mà bây giờ người ta muốn nói mình cái gì cũng khó nói nữa. Có nhiều người nói thầy giảng hay sao nó rõ ràng quá. Tôi rõ ràng quá nhưng mà tôi rõ vậy thôi đó. Chứ cái gì đâu mà ràng. Thấy không quý vị? Tôi nói cỡ sạch nhất mà tôi nói là cái câu gì? Phiền não chói buộc. Nó cần vị nói cỡ cái gì thì tùy quý vị. Đúng không? Nhưng mà làm gì không cỡ. Ngày nào cũng cỡ mà. Không lẽ đi tắm không cỡ ra. Hiểu không? Nên mình sống ở trong cuộc đời này có những lúc cần cỡ thì phải cỡ. Hiểu không? Còn những lúc không cần cỡ thì đừng có cỡ tầm bậy. Đó. Còn cái chuyện mà phiền não chối buộc thì cỡ ra là tốt rồi. Này quá hay quý vị. Quá đặc biệt luôn mà. Hiểu không? Còn nghe bà pháp chỗ này sao nó đặc biệt quá quý vị. Nó tự nhiên trong hoàn cảnh nào tự nhiên mình cũng tự tại chứ anh chị. Bây giờ nghèo nhất đi chăng nữa có 3 buổi cơm ăn trong nhà không có một miếng gạo thì chỉ cần nấu ăn có gạo nấu là được rồi. Giờ nào nấu ăn là có gạo nấu là được rồi. Gạo nhiều bao nhiêu tiền bao nhiêu kệ, miễn nấu ăn có gạo nấu là được. Như vậy thì quý vị cũng vui trong hoàn cảnh đó đi. Đúng không? Đây là nói tệ nhất rồi đó quý vị. Đó nên từ nơi đó mà cuộc đời những đức bây giờ cái gì vui, thoải mái. Tại sao?
Bây giờ 2000 con người này cũng bây giờ nó nặng đầu thì biết nặng thì sao. Giờ cứ làm cứ lo bình thường thì việc gì ngày nào nó cũng bình thường. Rồi mấy chục ngàn con người về với Di Đà, cuối cùng cũng xong thôi. Thì chờ xem lễ Vía Quan Âm 19 tháng 2 Quan Năm nè. Vía Quan Âm này dữ dằn lắm nè. Còn cái lễ với Di Đà Quan Năm rồi quý vị thấy còn kinh hơn. Tại vì qua cái chương trình này người ta nhìn ai mà không muốn lợi dự cái chương trình này quý vị. Từ hôm nay thật sự mà nói pháp thí mình mà đã tặng rồi những ngày lễ rồi quý vị. Xả láng hết thôi. Làm tớ lưu thử coi sao. Không nói thiệt, cỡ mở cái tâm gan vậy nó nhẹ lắm quý vị ơi. Còn nếu mà còn cái gàn buộc là phiền não lắm. Đúng không? Rõ ràng quý vị. Bây giờ nếu chúng ta mà không tham thì không phải chúng ta ở cõi này. Công nhận quý vị. Ai mà nói mình không tham mới sợ. Nhưng Đức cũng tham ý. Mà chúng ta tham với một cái phạm vi nào? Bản thân mình nhận thức đi. Ngày xưa mình không biết tu, đa bằng mình tham vì một cái hoàn cảnh của mình không? Vì cái bản thân của mình không hoàn toàn luôn, đúng quý vị? Nhưng bây giờ chúng ta tu, chúng ta có nghĩ gì người ta mà tham là cũng được chút rồi đó. Có tham mà quý vị. Bây giờ chúng ta nên chấp nhận mình đi quý vị ơi. Chứ mình đừng có cho mình là một người Phật tử cao siêu gì. Mình còn tham. Còn sang không? Còn si mê không? Ở đây mà cái nguồn gốc của tham sân si mà không còn thì chúng ta không phải người ở đây. Đúng không? Khi quý vị chấp nhận quý vị tham sân si thì quý vị mới hóa độ được tham sân si 100%. Vì sao? Đồng loại mới dẫn đi được. Đúng không? Ví dụ như bây giờ con kiến nó sanh vào kiến, nó là Bồ Tát mà sanh vào làm kiến thì nó mới là một con kiến chúa số 1, nhưng hình tướng không khác con kiến kia thì nó mới dẫn nguyên một đàn kiến đi được, đúng không? Còn sanh làm người thì Bồ Tát phải tham sân si, nhưng Bồ Tát vẫn sống trong đạo đó mà tu thì chúng sanh tham sân si mới nhìn đó, thì mình mới dẫn tham sân si đi tìm giáo pháp giải thoát. Đúng quý vị. Nó nên quý vị phải nhớ quý vị là phải còn tham sân si. Dù không còn cũng phải còn. Đừng có nói mình không có mà mình phải còn tham sân si. Mình về nói với ông chồng, tôi tham sân si lắm cho ông biết. Tại người thế gian họ thường nói mình là mình thường nói mình, tôi giờ tôi không muốn tham sân si nữa, thì người thế gian họ ghét lắm quý vị. Bây giờ mình nói là tôi tham sân si lắm. Hiểu chưa? Đó. Nên mình đi tu mình giải thoát nghe không? Nhưng mà mình về đi, mình nhìn biết chồng mình nên làm sao. Mình lỡ nghe, mình thấy con cái đi vắng hết trơn, mình lỡ mình nhảy vô lòng mà mình ngồi. Mấy bà lại đây trong kỳ công quy trẻ. Làm gì bà? Tôi tham lắm. Hôm nay tu thì tu vậy thôi à, họ nói mình vậy đó. Tu thì tu vậy thôi chứ dữ lắm đó. Vậy đó mà họ phái mình quý vị à. Rồi mình ở trong hoàn cảnh đó mà khi họ gặp kiếp nạn, gặp tai nạn gì, mình là người rất bình tĩnh, rất là bình tĩnh. Cái này mới là cái độ nè. Vì bị quá bình tĩnh thì họ mới hỏi quý vị, vì sao mà giữ được bình tĩnh đó? Mình nói học Phật mà được như vậy. Lúc càng nói càng hỏi thì nói ra, tại sao ông thấy tôi như vậy? Vì tôi không như vậy làm sao cùng với ông sống với nhau, đúng không? Đã cho ông bao nhiêu năm nay rồi thì còn cái gì mà giữ nữa. Đã chơi bao nhiêu năm rồi thì chơi xả láng luôn chứ còn cái gì nữa bây giờ, đúng không? Bây giờ đã hiểu rồi thì thôi, tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa chứ.
Nhưng bây giờ ông hỏi tôi nói cho ông nghe. Thật sự với ông, giả tạm lắm ông à. Đến lúc nói mới nói nghe quý vị. Lúc càng nói mới nói nghe. Chứ bây giờ mà đi lại chùa tu tập xong, bây giờ con có tâm giải thoát, Phật ơi, con không muốn những chuyện đó nữa. Phật nói, có vấn đề đó con. Có trở ngại gì con còn ở cõi ta bà này. Con còn làm vợ, làm mẹ người ta. Con còn sống với bao nhiêu con người mê hoặc điên đảo. Hiểu không? Nên Đức Phật khi mà thành Phật rồi, ở trong cái chốn tăng đoàn có bao nhiêu con người bảo vệ Phật. Cõi vị có ai đâu bảo vệ cho quý vị. Cùng sống với họ mà. Quý vị đi ngược lại với họ quá, có chừng nó bóp cổ bị chết. Chứ không phải chuyện giận chơi đâu quý vị à. Nên tại sao mà Đức Phật đi đâu cũng 1250 vị tỳ kheo, thì tử Đức Phật trong đó nhiều bậc cao thủ không? Ai mà nhào vô kiếm chuyện Phật đi là có chuyện với họ đó. Trong những người đó có những người hộ pháp cho Phật. Đức Phật không cần nói gì, Đức Phật ngồi im gu là có người nhảy ra liền, vì họ hộ gì cho Phật. Hiểu không? Còn bây giờ quý vị mới tu đây, bây giờ quý vị chống lại họ hoàn toàn hết trơn, ai hộ trì quý vị? Tại nhà nó quýnh vị rảy răng luôn cho quý vị biết, te tua tả tơn luôn. Lúc đó quý vị đem cái mặt mà bầm nâu lại đây, những đứa tán thì một cái này bỏ tặc được dạy hết trơn rồi mà còn không khéo léo để cho nó quýnh. Để cho nó quýnh là do tại mình, lỡ còn thầy còn mắng thì một chập, đừng nói mà tội nghiệp. Học Phật nghe pháp bao nhiêu năm nay, dùng bao nhiêu tuyệt chiêu trao truyền cho hết, vì mà để thằng chồng đánh dại quá. Hiểu không? Mình làm sao mà mình dùng tuyệt chiêu trí tuệ để bản thân mình không bị đánh? Khéo đi. Hiểu không? Nên Phật pháp dạy không có trở ngại. Hiểu không? Nhớ kỹ nè, chỉ cần quý vị trong cuộc đời này, quý vị nhìn được cái cuộc đời này khổ đau vô cùng, không có gì thật, quý vị tự biết điều đó đi. Tự biết cái điều này đó cho chân thật, mà nhắm mục tiêu rõ ràng là cõi đời này có thật không. Quý vị hãy nhắm thẳng mục tiêu và rõ ràng từ tâm, quý vị hiểu đi. Còn người ta chưa hiểu điều này đừng nói, không cần nói gì chứ. Hiểu không? Quá đặc biệt rồi. Còn nếu như mà ta bỏ mình thôi, quá tự tại. Ta bỏ mình mà mình không bỏ ai nghe, tuyệt đối không bỏ ai, tuyệt đối không bỏ ai. Mà ta đã bỏ mình thì thôi, mà bỏ rồi mà quay lại không chờ. Bỏ rồi mà, ta bỏ rồi là xong việc rồi, bây giờ mà quay lại là mình tiêu. Chứ đừng có nói rằng thôi nợ nần nó còn đó. Giờ phải trả nợ thôi, thiếu nợ thì trả đi. Mà thật sự mình phái cái nợ này, làm bộ nó trả nợ cho mình phái, nhào vô mà mình nói thiếu nợ trả đi, mình than cái gì? Mình mừng chết cho than. Tại mình đó quý vị ơi. Hãy suy nghĩ tặng đáy lòng đi rồi sẽ biết mình sao. Đúng không? Sẽ biết mình sao liền có gì đâu. Quý vị thấy những đức chia sẻ này, bọc pháp nó quá sâu sắc cho quý vị. Tặng đáy lòng của phàm phu chúng ta đúng không? Đó, phàm phu phải nghe vậy đó. Chứ bây giờ mà nói trên trời dưới biển ngồi làm nè. Ô, thầy giảng hay quá, hay quá. Con hiểu gì không? Dạ không. Chịu thua. Hiểu không? Nó nên nhớ kỹ câu những đức nói, Phật pháp đã học rồi, trong hoàn cảnh nào cũng không có trở ngại. Trở ngại là do tại mình 100% luôn. Ồ, cái câu này mà nắm được đi, nó tự tại gì đâu quý vị. Ô, quá tự tại. Hiểu không? Nó giờ người ta tặng mai, bản thân mình là học Phật có lâu năm cỡ nào mình cũng biết cái nguyên lý này là cái duyên, cái nhân, hoặc là đây là một cái phương tiện của thầy. Mình biết điều đó nhưng mình phải nhào vô. Mình phải như phàm phu bình thường, chứ không phải nói là tôi hiểu rồi,
Trời ơi, nhà tôi mai một đông, căng gì, nhận cái mai này làm chi. Nếu nói vậy thì ông thầy diễn đâu có còn hay ho gì nữa, đúng không? Ông thầy không nói phương tiện cái mai là may mắn nghe, đem bao nhiêu công đức của một năm tôi hồi hướng vô nghe, đem về đi may mắn lắm nghe. Cái đó là phương tiện của ông thầy không nói thôi, còn mình hiểu không hiểu gì, hiểu gì mình cũng nhào vô. Mai của tôi, mai của tôi, mai của tôi, hiểu không? Nhưng người ta không có, người ta buồn, mình không có bình thường. Đó là cái hay vô cùng luôn. Mình nhào vô mình càng quét. Tại vì quý vị ơi, độ sanh trong thờ cột, người ta mê hoặc điên đảo. Hãy hiểu nguyên lý này nghe. Nó nên á, giống như giờ tặng đèn bông sen, tặng từng buổi, từng buổi, từng buổi chi vậy? Thu hút cái người chưa đến, thu hút chòm sớm láng giềng luôn. Nó đồn tá lả âm binh ra chòm sớm láng giềng, nó kéo tới. Sao mà có 5 kg gạo mà thông báo sùm chi vậy? Ta nói ông này đồ người ta cúng dường cho ông mà ông đi khoe không cho. Tôi khoe mà tôi kéo nguyên một cái vàng sớm làng đến luôn. Thấy không? Sớm làng nó ngồi nó nghe niệm Phật ngoài kia kìa, chờ 5 kg gạo. Thấy không? Đó. Xong rồi nhà Đức nói gạo này không có đơn giản, đổ vô cái lu là gạo nó nổi lên, nó nhào vô gạo. Thấy không? Nó rồi dẫn dắt từ từ, dẫn dắt từ từ. Hiểu cũng như không hiểu đi, hãy hiểu để trong tâm. Đừng có hoàn toàn hiểu mà qua mặt ông thầy, thì ông thầy ông diễn cho ai coi, đúng không? Phật pháp ngày xưa người ta đâu có nói gì, nói gì là lộ hết rồi. Thiên cơ bất khả lộ mà ta lộ sạch nhách luôn. Mà cái cách lộ của mình là lộ nhân sinh, hiểu chưa? Còn mình bật mí những cái mà con người ta không nắm được thì đừng có bật mí tầm bậy. Bật mí tầm bậy là không phải đi liền, còn không đi là đồ giả, hiểu chưa? Là con người ta là nhân sinh phàm phu thì chúng ta phải bật mí nhân sinh phàm phu. Nó có người ta nghe nó, thầy công nhận giảng hay ghê. Không? Đó, bật mí nhân sinh phàm phu, chứ không có được bật mí những chuyện quá khứ hiện tại bị lai. Những cái chuyện đó không có nói, cái chuyện đó có ai biết đâu mà nói. Nói cái mà người ta đang biết nè, nó cây mai, gạo đó, đèn bông sen, máy niệm Phật. Cái này trong phạm vi của mình rồi, đúng quý vị? Mà quý vị thấy cũng rõ ràng, nhào vô bay vô thì có liền, còn nhiều tên ngồi không có cái gì luôn, ngồi bên nhà ăn qua không có cây mai luôn. Mấy cái bà đến sớm 12 giờ quay mới đến, bà có cây mai bà giác về kinh kinh về luôn. Còn mấy bà qua trễ có cây nào đâu, đúng không? Thì trước mắt là phàm phu là nhìn thấy rõ ràng gì. Vì hỏi người ta tại sao mà đồ nhà chùa tặng mà sao mà mấy cô hô hà bay vô, mấy cô nhận nhanh lẹ dữ vậy? Nói tôi không nhanh lẹ sao có. Thấy không? Nó phù hợp vào cái cuộc sống nhân sinh. Nhưng mà nhào vô mình thấy người ta ham quá, mình là bộ mình cũng nhào nhào vô, mình để người ta lấy đại đi. Nếu mà người ta được kể người ta, cái người ta không được người ta buồn dữ lắm. Còn mình không được, mình cũng á, làm bộ cây nào, không có cây nào hết trơn. Nhưng mà trong tâm có buồn, đúng không? Vì nguyên lý mình hiểu hết trơn rồi, đúng không quý vị? Đó. Nhưng hiểu thì hiểu, nhưng mà vô quý thầy quá nên thích cầm cây mai về, đúng không? Nó có cây mai trồng, tự nhiên cây mai nhà chùa tặng, của thầy tao đó mày. Hiểu không? Nhưng mà nó có cái cảm ứng này nè. Cái cảm ứng là khi quý vị mà trong lòng hơi buồn buồn chuyện gì đó, vừa nghe những đức giảng mà bước ra gặp cây mai, tự nhiên cây mai nó nói chuyện với bị nghe. Lạ vậy đó quý vị. Cây mai với hỏi nó,
thầy tặng cho tôi cái mai này, mà giờ tôi buồn quá, thầy nói rằng có cái mai nó may mắn, mà tôi thấy thì sao, cuộc đời tôi sao tôi không thấy cái gì may mắn, mà xong cái mai nó nói cho bị nghe, cái mai nói cái gì, hiện tại cô không có may mắn là vì cái nhân cô tạo nó không có may mắn, chỉ cái mai là một cái tên gọi, còn may mắn là cô tạo. Không, cái mai nó trả lời vậy đó. Không, những đức thế cái mai nói cho quý vị nghe. Để khi quý vị nhìn cái mai trả lời cho quý vị nghe. Đúng không? Nó. Rồi quý vị buồn chuyện gì, quý vị nhìn cái mai thì cái mai nó nói rằng học Phật không có trở ngại. Nguồn gốc của cái buồn từ đâu? Hãy tìm nguồn gốc của cái buồn. Nguồn gốc của cái buồn là do có cái ta mà sanh cái buồn, đúng không? Có cái ta còn, ta đây, ta hiện tại mà buồn. Rồi một ngày nào ta có còn đâu, rồi cái buồn này đi về đâu? Đi vào vĩ vãng, trở thành túc nghiệp. Túc nghiệp, túc căn là gì? Tại vì sao? Cái A lại gia thức của cái thức thứ 8, quý vị không siêu thoát, cái thức này nó cứ lang thang, nó tìm nhân địa chỗ nào mạnh nhất thì nó nhập vào chỗ đó, hiện cảnh đó. Thì trong A lại gia thức nó có sẵn hết trơn, thì bây giờ nó hiện ra cái khổ là từ cái nhân quý vị đã tạo. Vì tâm thức quý vị đâu có mắt đâu quý vị, đúng không? Đó. Nhưng mà do gì cái buồn cái khổ là ta, ta đây, ta đang ngồi đây và ta đang hiện hữu. Cả cái này là của ta, nhà này của ta, nhà này của ta, gia đình của ta, chồng của ta, thật sự là của ta. Nhưng nó sẽ có tồn tại của ta hay không? Này cực kỳ sâu sắc quý vị. Thấy không? Thấy không? Đó. Hiện tại thì bây giờ mình nói chối bỏ thì không được. Nhưng chúng ta giả trang giữa cái sự diễn vai, vai vợ, vai chồng, vai con diễn trong đó. Nhưng chúng ta biết được nó không phải của ta. Nếu như quý vị đem nguyên văn trong Phật pháp buông xả mà nói cho chồng con gia đình nghe, người ta sẽ không chấp nhận quý vị. Khi học Phật lại nói ra những lời nói kỳ cục vì người ta không hiểu. Nên bản thân mình phải hiện anh à, em à. Là vì sao? Vì vợ chồng của mình họ chưa hiểu nên mình phải diễn như vậy. Nên thấy con đi vắng nhảy lên lòng chồng ngồi, cho ông nặng thấy mồ luôn, cho ông biết. Đúng không? Có sao đâu. Thấy không? Cặp vô gần gỗ, ổng hung ổng lia lịa. Nói bà bữa nay xong bà thấy bà ghê gớm quá vậy. Tôi bây giờ tôi rất là ghê gớm. Công dặn cái bà này bà học Phật chứ bà dữ dằn thiệt trẻ. Hiểu không? Nên từ nơi đó nó làm quý vị tung tăng, quý vị làm quý vị rất là vui nghe quý vị. Còn bây giờ quý vị cứ đầm đầm giảng sanh, đầm đầm giảng sanh. Nó chưa giảng sanh mà quý vị thành con khỉ khô. Ông bà thành con khỉ khô. Chứ không có chuyện giỡn đâu. Cái giải thoát không phải là đợi chết mới giải thoát, mà Phật pháp là giải thoát hiện đời. Có cái anh chàng lên hỏi Như Đức, thầy Phật pháp dạy con người ta là giải thoát, còn thầy bây giờ thầy học Phật xong thầy vô quan tài thầy nằm vậy, vậy bao nhiêu con người quý trọng thầy là học theo thầy đi vô quan tài nằm, vậy cái lối sống đó là lối sống tiêu cực. Những đức nói anh nhìn tất cả những việc làm những đức có tiêu cực không, đúng không? Cái người ta tiêu cực, gia đình của mình mà còn không phấn đấu được, khổ đau của mình mà không cởi mở được. Còn anh coi tôi nằm trong quan tài mà tôi bước ra thì anh coi tôi làm bao nhiêu chuyện gì, làm sao gọi là tiêu cực? Thấy không? À, tôi tích cực để hướng người tích cực, tôi tiêu cực trong quan tài để dạy con người vô thường. Vô thường rồi xong tôi bước ra khỏi quan tài, tôi hướng đến tích cực sống nhân sinh. Làm sao mà nói là tiêu cực được quý vị? Đúng góc độ kém cỏi. Không phải nhận thức cực kỳ sâu sắc nữa.
chứ làm gì, nhìn qua cái công việc người ta làm gì mà tiêu cực. Tiêu cực làm sao mà nói chuyện với vị nghe gì? Cái người người ta đã không có năng lượng thì người ta bước lên nói chuyện thì sao? Quý vị à, cuộc sống của thầy nó khổ lắm. Mỗi ngày mấy ngàn người nó báo giấy thầy, sáng mở mắt ra là tiền. Chắc thầy chịu không có nổi đâu. Tôi nghĩ đi, là tiêu cực lên than thở để người ta đưa tiền. Còn giờ quý vị thấy những đứa nói chuyện không? Đều là cỡ mở những sự khổ đau chứ quý vị, làm gì tiêu cực, đúng không? Cái người mà không có năng lượng người ta nói chuyện kiểu này quý vị. Từ hồi sáng sớm những đứa thức dậy, những đứa giảng pháp 2 buổi, nghe không? Xong những đứa qua bển ăn cơm một số việc, xong những đứa chạy về bên đây, những đứa còn sắp xếp cái vụ mai, xong những đứa lên trên kia gặp cái đoàn làm phim, những đứa nói chuyện luôn một phát một tiếng rưỡi đồng hồ với họ. Xong tới 8:30 lại bị đăng nghiệm đi chung ở đây, những đứa xin phép họ chuẩn bị trở về đi tiểu. Chứ giờ sao bây giờ? Thì 8:30 qua đây giảng không đi tiểu chứ, rồi qua đây mắc tiểu thì sao? Chứ sao bây giờ quý vị? À, giảng vậy mà hay đó, thấy chưa? Cái thời gian đi tiểu là cái thời gian đó bị biết sao? Phải từ từ. Tại vì sao? Tại vì mình đi tiểu gấp quá, thận bị ảnh hưởng thì sao? Mắc tiểu dữ lắm, nhưng mà đi từ từ. Cứ từ từ. À, ngồi từ từ, đứng đi qua đứng từ từ. Đứng từ từ qua đó ngồi thở thở. Ngồi giống bị đê chết mồ luôn. Đúng không? Nó đứng đi từ từ. Mà lúc đứng đi từ từ phải làm việc nữa. Làm việc gì? Mày đi thì đi, còn bản thân mình phải như thế nào? Nhẹ nhàng niệm vài câu Phật hiệu. Để làm chi? Để dịu cái đầu óc. Đại tại nói chuyện tiếng mấy đồng hồ, phải suy nghĩ từ lúc còn nhỏ cho tới lớn, tới đi tu sao sao kể cho người ta nghe, để ta viết kịch bản quý vị. Thì nó cũng là động não chứ giỡn đâu. Thì cái thời gian đi tiểu để xả chết, xả tất cả những cái nghĩ đó ra để trở lại đầu óc tự nhiên lại, hiểu không? Bước ra trong lúc đắp y, tay cứ đắp y, nhưng đầu óc thì cứ nhớ Phật để dịu đầu óc lại, hiểu không? Dịu đầu óc lại, không có thời gian ngồi để mà niệm Phật hít thở một chút, thì phải vừa đi từ bên đó đi qua đây, hít một hơi thở thiệt sâu, niệm nhẹ nhàng câu Phật hiệu, từ đó đi qua đây, bước xuống tới cầu thang thì gặp mọi người, không có được làm gì rồi, thì gặp mọi người phải trở lại bình thường. Rồi bắt đầu là qua đây giảng pháp tới giờ luôn. Đúng không? Đầu óc làm việc hoàn toàn, thời gian nào cũng làm việc hết quý vị. Nhưng mà vì sao an lạc? Vì buông được. Chứ đúng con gái buông được thôi. Đó. Vì thì tu hành trong cuộc sống nhân sinh này quý vị nói, quý vị bị trở ngại là do tại mình. Trong khi công việc của ông thầy nhiều vậy. Thấy không? Rồi nguyên buổi chiều nay bắt đầu là gặp từng ban. Hết ban này tới ban kia ban nọ, mà bữa nay ngay ngày mấy cô nghỉ là tối phải giảng kịch liệt. Tại vì để lại một kỷ niệm cho họ đi tu. Thêm một cái nữa, họ nghỉ mỗi tháng một lần có một buổi giảng để gì? Nữ, để câu nữ. Không có nữ lấy gì làm chùa, thấy không quý vị? Cho mấy bà cạo đầu, cạo lông mi đồ sạch sẽ, thấy không? Ê quên, cạo đầu với cạo lông mi kỳ lắm đúng không? À, cạo lông măng, quên nó là lông măng. Cạo đầu đồ sạch sẽ, mấy bạn ngồi, mấy bạn diễn trình, nhìn mấy bạn sáng sủa, quay phim lên. Mình giảng về tư tưởng, để cho những người nữ trẻ người ta coi được mà tao có tâm nguyện đi tu, người ta đến người ta tu. Hiểu không? Ở một chỗ phải làm vậy đó, thì mới có người ta đến. Chứ mình đi kêu ai? Viết thơ kêu ai? Đó, mình phải làm cách đó phải không? Xong rồi, thấy không? Trở về đây gặp mấy cô bên đây. Nó bắt đầu là thêm một buổi giảng cho mấy cô bên đây. Một là tư tưởng, hai là động viên, ba là có hình ảnh. Xong làm phim xong cho mấy bà coi là mấy bà thấy mấy bà ý nghĩa, mấy bà siêng ở trong chùa, thích ở chùa quý vị. Đó.
Rồi xong chở về mấy chú bên khu tăng bên đây, gặp mấy ổng chập nữa. Xong chở về bên kia, ngồi coi cái này kia với mấy cô bên kia. Tại sao? Vì để mấy bà rảnh cũng có chuyện. Rảnh quá thì chia rẻ tùm lum. Một hai bà ngồi góc này góc kia, hoặc đi lang thang xung quanh chùa. Mà thường đi lang thang là thường có chuyện. Vì sao đi lang thang rồi ra cổng chùa đứng nhìn ra ngoài đường? Thì lúc đó là sanh tâm. Sanh tâm nhớ về quê nhà. Đoạn luôn cái nhớ quê nhà bằng cách bản thân mình ngồi. Bản thân mình là cục hít 500, mình hít mấy bả vô một chỗ. Đúng không? Ngồi nói chuyện cho bả cười thêm một chập nữa. Rồi coi cái này kia chơi một chút. Mấy bả đuối quá. Xong mấy bả đi ngủ hết trơn. Sáng thức dậy bả phải re. Tại vì bả đi ngủ chứ nó không có bị vọng tưởng buồn lo. Rồi nhắc nhở nói điều này điều kia cho mấy bả vui. Nên mấy quý vị mà làm chồng mà làm vợ mà có khả năng đó thì gia đình vị nó hạnh phúc cỡ nào. Mình kể chuyện năm trên năm dưới gì không biết, nhưng mà làm sao cho vợ chồng mình nó cười vui là thấy hạnh phúc rồi. Rồi xong mình mới đưa Phật Pháp vào. Đoạn nào là đoạn phù hợp để đưa Phật Pháp thì đưa Phật Pháp. Đoạn nào không phù hợp thì năm trên năm dưới. Tại vì con người có nhiều cái năm trên năm dưới dữ lắm. Nhưng mà mình trong cái phạm vi năm trên mà không nhiều chuyện của ai. Thấy không? Từ nơi đó mà từ từ rồi thấy phù hợp phải không? Kích Phật Pháp vào. Dính. Đó. Không phải đơn giản nha quý vị. Nghe thấy không? Phật Pháp phong phú chưa? Dễ làm không? Không đơn giản hả? Nó. Nên mấy cái người ta viết kịch bản ta hỏi Nhân Đức là thầy, thầy suy nghĩ một chút coi, thầy kể dùm từ lúc thầy còn nhỏ cho đến khi mà thầy đi tu, nó khỏi cần suy nghĩ, anh muốn hỏi đoạn nào trả lời đoạn nấy. Hỏi đoạn nào nhớ đoạn nấy, tôi khỏi cần phải suy nghĩ chi. Hiểu không? Vì sao? Con người ta tại sao thường phải suy nghĩ? Tại vì người ta bị văn tự trói buộc nên suy nghĩ. Quý vị biết rằng khi quý vị đi học, quý vị tả một cái đoạn văn của nhà quý vị, không lẽ quý vị đi nói nhà bị sập, nhà bị cái đó vậy thì văn có hay? Sập thì sập rồi, nhưng mà mình cũng nói cái đoạn đó diện gì, mình ốp đường muối bột ngọt vô một chút thì văn quý vị hay chứ có gì đâu. Hiểu không? Với kịch bản của viên nó cũng mau. Tại vì sao? Chỉ cần có cái khung. Cái khung nó đã có. Cái khung có là cái gốc. Mà cái khung nó có rồi thì cái diễn bài kia thì phải làm sao phong phú. Viết khỏe re cái gì đâu. Nghe không? Trong cái lúc đoạn văn thì mình ví dụ thêm. Cốc nhái anh ương gì mình ghi vô thêm. Nghe không? Thì tức khắc văn mới bị hay, mà cái khung là dữ. Người ta coi thì thấy cái khung. Còn cái diễn bài thì làm sao mà bắt mắt hay là đạt. Khỏe re vậy đâu khó quý vị. Đúng không? Giống như những Đức bây giờ chỉ nhìn qua câu chuyện, hoặc nhìn qua một con người như Đức kể qua câu chuyện. Kể sao không biết mà có câu chuyện đó được rồi. Đúng không? Mà không biết câu chuyện này ở đâu, mà lại câu chuyện này đến với từng người. Đúng không? Đó là cái đặc sắc của Phật Pháp đó quý vị. Nên những Đức mong quý vị học Phật đừng có chấp tướng quá nặng cho thành người phiền não. Đúng không? Chấp tướng quá nặng cho thành kẻ phiền não. Một câu chuyện kể một lần này là như vậy, lần thứ hai cũng câu chuyện này mà kể khác, lần thứ ba cũng kể khác. Vì sao? Vì nhìn con người ta trong lúc nghe câu chuyện này là hạng người nào. Là hạng người nào? Đúng không? Nếu như câu chuyện này dành cho bậc thượng lưu, mà đây là bậc hạ lưu nghe, thì chúng ta phải kể cho bậc hạ này nghe câu chuyện này để họ nghe được chứ. Còn nếu đi đến bậc cao cấp thì phải kể câu chuyện này ra trở thành cao cấp. Quý vị mà học Phật như vậy thì trình độ quý vị tuyệt vời lắm quý vị ơi. Tiếp xúc với ai cũng yên tâm, tự tin. Tại vì có chuyện để nói hết, trở thành nhiều chuyện. Nhưng mà nhiều chuyện có lợi ích nghe quý vị. Quý vị thấy một tiếng mấy đồng hồ rồi đó nghe. Tiếng mấy rồi đó. Tiếng mấy đó mà nhìn xuống mà thấy mặt mày đẹp chỗ này là được. Không, chia sẻ Phật Pháp mà không có ai ngồi ngủ gục là cũng được.
Có người ngáp thì không đến nổi. Tại vì ngáp á, nó cũng không chắc quý vị. Ngáp cũng chưa chắc buồn ngủ. Mà tại sao quý vị biết không? Vì bị ngồi lâu quá nó ứ hơi. Ngáp là một phương pháp để xả hơi. Ngáp không phải là điều mà gọi là bị người ta cười chê gì đâu. Mà ngáp là một phương pháp để giúp cho cơ thể của mình nhẹ nhàng. Ngồi lâu quý vị, thấy không? Ngồi lâu nên nó ứ bụng lại, hơi bụng nó tồn lại, cái căng nhẹ nhàng nên cứ ngáp tự nhiên có sao chứ, thấy không? Nhưng mà khi mình ngáp nha, chứ đừng có mà nhớ nghe quý vị, khi ăn uống cũng vậy. Mình là người nữ, dù là có chồng gì cũng vậy, cũng đừng có tùy tiện. Khi ăn uống mà lỡ hạ ho một cái, mình cũng ra vẻ phụ nữ một chút, chứ đừng có nghĩ mình có chồng có con rồi á gì. Hiểu không? Chồng mình nó để ý mình, nó bỏ mình đó. Rồi mình ăn xong mình có đánh răng, rồi mình có xỉa răng, mình cũng che miệng. Chứ mình đừng có mà nghĩ là đây là chồng rồi mình nghe cái răng ra. Chồng nó thấy ê hề quá. Mấy bà cũng bị bỏ luôn. Nó đó là cái hành động nhìn nó không còn cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Mà cái người phụ nữ thường đẹp là họ có cái ngại ngùng. Người phụ nữ là phải e thẹn. Còn mình nghĩ là vợ chồng mình không còn e thẹn gì nữa chứ, thì nó không còn người phụ nữ đẹp nữa. Đúng không? Đúng. Mình là phụ nữ nó khác đàn ông. Ví dụ như đàn ông thì nó thoải mái một chút. Còn phụ nữ ví dụ như mình ngứa lỗ tai đi, mình muốn gãy lỗ tai nó cũng ấy, chứ không phải mình đưa nguyên lỗ tai đẹp vô. Ghê quá, chồng nó nói gớm quá. Hiểu không? Rồi bây giờ mình ngứa lỗ mũi, mình chơi nguyên cái ngó tới út, mình sọt 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 vô. Mình đem ra mà mình còn nhìn, mình liếm cái đó. Chồng nó nói thôi con vợ rồi, thấy ghê quá trời, thấy ghê à. Hiểu chưa? Nó nói, rồi có nhiều bà ở dơ là gì, móng tay không chịu cắt mà cứ ngồi đâu cắn móng tay. Chồng nó nhìn ê hề quá, ra ngoài nó thấy con nhỏ khác mướt rượt, nó mê, nó bỏ mình. Tại do mấy bà tu thì tu chứ, hiện tại còn sống cõi đời mà, gọn gẽ một chút, đừng có tóc tay tìm nhem tóc vuốt, thấy ghê. Tết rồi mình cũng chơi cái kiểu tóc gì cho nó xịn xịn chút. Hiểu không? Bây giờ mỗi năm thì mình mua đồ này đồ kia mình bận. Bây giờ mình ra tiệm mình kêu người ta may đồ tu, mà kiểu đồ tu mua đen một chút. Mình bận luôn mấy ngày Tết, nhìn mình nó nhã nhặn, nhìn đẹp. Hiểu không? Kiếm cái khăn tròn cổ một cái nữa trời ơi. Cái cách mà diễn lại của mình, ngày xưa bận áo dây áo này áo kia đi ra đường bụi bặm đóng tùm lum. Bây giờ mình bận áo mà thiết kế lại đồ tu, rồi xong có cái khăn tròn cổ một cái nữa, quý vị đi nhìn quý phái gì đâu. Quá đẹp, tại Tết mà. Cái quan trọng tu là tu à, còn cái hình thức nó phải coi được một chút. Thấy không? Những đức vẫn thích vậy đó. Chứ thấy mấy bà tu mà xấu quá coi cũng không được. Tội nghiệp cho mấy bà, người ta chê mình. Rồi ai tu theo mình? Thấy không? Nó nên từ nơi đó mình phải khéo léo cái vụ này. Cái chỉ này là kỹ lắm đó nghe. Chỉ này rất là kỹ đó nghe. Thấy không? Đó. Còn mình lâu lâu nó nói chứ, dù cỡ nào những răng cổ phải sạch sẽ. Thấy không? Lâu lâu mình ra tiệm răng nó cạo voi rồi sạch sẽ. Tết nhất mà mình cũng phải coi nó coi được một chút, để mình cười lên cái coi sạch sẽ. Còn mình ăn chay mà mình ăn xong rồi mình đi đâu mình cũng cầm cái mặt kính nhỏ nhỏ, mình coi nó có dính vô răng tùm lum không, đem vài cái tăm ra xỉa là xong. Chứ bây giờ cười ra mà cái hàm răng, dính rau tùm lum. Nhìn cái thằng chồng nó, sao mắc cỡ với mày quá trời bất cỡ. Người đàn ông nó ngộ vậy đó. Đàn ông nó hơi bày hày chút, mà đàn bà phải gọn ghẻ. Ta dí người đàn bà như loài hoa vậy. Đàn ông này như ông bướm. Mà hoa mà có hương vị thì bướm nó mới bay theo. Thấy chưa? Cái này là ông thầy dạy quá kỹ đúng không quý vị? Nó
Không mà quý vị thấy dạy về thấy chấp nhận quý vị. Đúng mà chồng quý vị cũng chấp nhận, nhưng nó thiệt luôn. Có khi chồng muốn nói quý vị khó, nói quý vị không hiểu, quý vị nói chồng bây giờ chê mình. Nhưng mà ông thầy dạy quý vị không nói được. Tâm lý thai chồng quý vị. Hiểu không? Làm thầy dạy người ta đâu có đơn giản đâu quý vị. Tâm lý thay chồng người ta để độ chồng người ta. Còn nếu mình tâm lý ngược chồng người ta, người ta ghét mình luôn sao độ. Mà ghét những đức thì không cho quý vị đi đến đây học Phật. Hiểu không? Đó. Nên ở đây mà nhiều cặp vợ chồng người ta đến là vì người ta nghe ông thầy giảng thông tình đạt lý, đờ đạo phù hợp. Nên quý vị đi tu nó tiện một chút. Bao nhiêu ông chồng mà ông nói với bà vợ nói vậy nè: em coi Tết tới chích ra cho đỉnh tiền phụ thầy nuôi các cụ, mua bánh kẹo. Thấy không? Nhiều ông chồng đặc biệt chưa? Đó, vậy thấy không? Do cái cách giảng của mình ông chồng không chịu. Chứ ổng mà không chịu một cắt ổng cũng không cho. Mình mà chỉ cần cái gì là ổng nghi ngờ mình đi đến chùa mình cúng dường hoài. Có khi chửi mình sao? Tao làm cực khổ mày đem đắng mày nuôi mấy thằng thầy chùa, tao giết mày. Phải giỡn đâu nghe, tao chửi đó quý vị ơi. Ta thường ta nói thầy chùa không có làm cả trò chứ. Ăn không ngồi rồi, nói chuyện xạo sự. Ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên mây. Thấy không? Người ta đâu có hiểu, người ta chửi tá lãm. Nên những đức nói thầy chùa mà ở trong chùa thì nó đúng là thầy chùa, vì mình là thầy của ngôi chùa. Có người hỏi nhân đức: ôi sao thầy quanh năm suốt tháng thầy ở trong chùa không vậy thầy? Nhân đức nói: vì tôi là thầy chùa. Nếu mà tôi là thầy đời thì tôi đi ngoài đời, đúng không? Thầy đời là đi nhiều chuyện ngoài đời, thầy đời. Còn tôi là thầy chùa, thầy chùa thì tôi ở trong chùa, vì tôi muốn làm thầy người ta, tôi ở làm thầy chùa mới được, là thầy ở trong chùa. Hiểu quý vị? Tôi biết những đứa đi tu mười mấy năm nay mà thành công được một chút này là từ đâu phải không? Thầy chùa. Cái câu vậy thôi là từ tôi ở trong chùa rồi, vì là thầy chùa. Nên tại sao mình đi ra ngoài người ta không kính? Vì ông đâu phải thầy đờ. Thầy đờ mới đi ngoài đờ. Của tôi là thầy chùa, tôi ở trong chùa. Ai cần gì là ở đây tìm tôi. Đúng quý vị. Khi người ta cần tìm đến thì mình mới có trọng lượng. Còn nếu như mình đi ra ngoài long nhâm ngoài thì bị người ta công kích, mình bị hạ giá. Dù mình có đi đến nhà người ta, mình làm cái gì người ta cũng hạ giá mình. Vì sao? Làm xong mình nhận tiền là bị hạ giá. Còn người ta đi đến đây là người ta cầm theo để chuẩn bị. Chuẩn bị cầm theo mà, đúng không? Gặp thầy mà bây giờ thầy giảng dạy vậy mà gặp thầy phải chuẩn bị cầm theo. Ít nhiều gì cầm theo. Lương tâm của người ta là gì đó quý vị? Nó kỳ cục như vậy đó thì cầm theo. Mà cầm theo là do gì? Cái tâm quá cảm ơn, quá cung kính, căng thầy quá, nâng mình lên cao quý vị. Nên những đức nói những anh em trong chùa, mấy anh em cứ ở trong chùa, vì mình là vai trò thầy chùa. Quý vị thấy đúng không? Quá hay mà. Bây giờ nếu mà thầy chùa mà ngồi uống cà phê thì đúng không? Không đúng với những đức. Đúng với cái người thích ngồi quán cà phê. Tại vì họ thích ngồi quán cà phê, chuyện của họ. Còn Dẫn Đức không ngồi quán cà phê, Dẫn Đức biết cái nguyên lý, vì mình là thầy chùa, đúng không? Dù Dẫn Đức có uống cà phê cũng là cà phê chùa. Phê chùa. Chùa có cà phê mà. Thành thích uống pha ly cà phê, uống phê chùa. Mà phê chùa ngon lắm. Chưa? Dẫn Đức nói cho vị nghe nghe, Tết năm nay nè, Dẫn Đức chuẩn bị một kho cà phê. Từ sáng mùng 1 Tết uống cà phê suốt luôn. Tới mùng mấy? Tới mùng 6 Tết. Ngày nào uống cà phê? Ngoài giờ không uống cà phê thì uống cái khác. Mua
xịn sò đãi vậy luôn trong dịp Tết, đúng không? Ông mà nói vậy tao khoái lắm quý vị, tao vui lắm. Dù là lỡ uống một chút cà phê bây giờ cũng thích. Chứ bây giờ nói thôi Tết nhất vị đừng có đến nghe không, thầy khó khăn lắm. Thấy buồn rồi đó, nghe không? Nó, nên từ nơi đó mà thầy chùa ở trong chùa nghe, uống cà phê là phê chùa, ăn cơm chùa. Nên những đứa nói những đứa đi đâu xách cơm theo. Tại vì sao? Vì mình là thầy chùa nên cái gì cũng là ở trong chùa đó. À. Ghi những đứa là làm được chỗ này nghe quý vị. Không ngồi quán cà phê nè, không đi ăn uống ở đâu, ngồi tùm lum tùm la nè, điều hoàn toàn là ở trong chùa mình. Ba điểm chùa. Ở trong chùa không? Không. Ăn uống cái gì bên ngoài chứ. Còn muốn ăn cái gì bên ngoài mua đem vô chùa những đứa mới ăn. Còn ngoài ra thì Đức không đi ra ngoài ngồi ăn cái gì hết. Suốt 15 năm. 15 năm trời. Một năm như một ngày không đi đâu hết. Không có chỗ nào mà dẫn dắt những Đức được đi chơi chỗ nào đó. Chùa là vui nhất của những Đức. Nên nãy có mấy anh chị cũng quen. Không có quen gì mấy nhưng mà họ nghe những Đức giảng pháp mà quý mến những Đức. Thấy không? Thì họ đến. Khi coi được cái công đoạn mà những Đức kể cuộc đời những Đức cái bài giảng đó đó, với họ nghe những Đức giảng họ cũng quý mến cái chị này, quá quý mến mình. Chị nghe mình giảng mình làm những việc cho thấy ý nghĩa. Chị bên mảng truyền thông rồi bên hình ảnh, chị xin mình, chị viết kịch bản chị làm bộ phim. Nghĩa là tái tạo lại cái hoàn cảnh từ lúc còn nhỏ sao mà sao, rồi đi làm sao mà sao, đi giác công đoàn sao, rồi cuối cùng rồi đi chơi rồi ăn chơi thành phố sao mà sao, viết lại kịch bản đó. Đóng giống như từng tập phim, từng tập phim, từng tập phim, từng tập phim vậy đó quý vị. Chị những Đức nói chỉ một câu, những Đức nói cái này là chị thấy được, chị phát tâm chị làm. Chị hỏi những Đức thì những câu chuyện những Đức kể hết trơn à, chị cứ coi vào đó, chị dựa vào đó, chị viết kịch bản, thấy không? Còn nếu mà đã hứa những Đức rồi mà nếu mà làm sau này mà có trở ngại gì kinh phí này kia khó khăn thì thà đừng có làm để làm phiền gia đình mình, nghe. Chị nói không, con đã phát tâm rồi là con làm mà thầy, đúng không? Tại vì phim ảnh đâu có đơn giản quý vị, nó phải đi là nhiều địa điểm quay. Tại vì kịch bản người ta nó nói ra địa điểm đó thì phải quay địa điểm đó. Ví dụ như nhà ta dưới quê có con sông thì phải quay ngay chân nhà người ta có con sông chứ. Tế tạo hoàn cảnh thì nó phải giống. Rồi sau hè ta là ruộng lúa ngày xưa thì phải quay lại ruộng lúa ngày xưa. Bây giờ phải đi kiếm ruộng lúa để quay chứ, hiểu không? Nó người ta đi đến đâu là phải đi lỡ đó quay. Tôi đã đi đến chỗ nào thì lỡ chỗ đó quay. Kịch bản là vậy đó quý vị. Nếu thật sự quay kỹ làm một bộ phim, mà chị nói là chị muốn làm kỹ đàng hoàng bộ phim luôn. Giống như khi thầy lên quận 6 ở chỗ nào là lỡ ngay chỗ đó quay. Như Đức nói cầu Hậu Giang, xuống cầu Hậu Giang. Thì chú Tâm Nhiên hỏi gì về viết kịch bản mà chừng nào mà có phim ra. Này gấp gáp ghê thiệt chứ. Nói là kịch bản mà đóng một phim nói chuyện đơn giản lắm hả chàng, đâu có dễ đâu. Lựa cái diễn viên, mà đưa cái thằng diễn viên cho những đứa coi luôn. Thằng mặt giống mình lắm nghe. À, diễn viên đóng phim luôn á, gương mặt giống mình, mà cao hơn mình, đẹp trai hơn mình, nhưng mà giống, hơi giống giống vậy đó, lai lai giống vậy đó. À, nó cười ghê. Không, mà nếu như mà đóng gì cái bộ phim cuộc đời những Đức là nó có nhiều cái hay lắm đó quý vị. Thì cái anh mà viết kịch bản hỏi những Đức một câu là khi mà thầy gặp Phật pháp nó có cái gì mà phi thường gì lạ lạ một chút không? Những Đức nói những Đức gặp Phật pháp là nó vô duyên nhất, có giống ai hết trơn.
Ừ, không có gì phi thường hết trơn à, nó giống như là nó lạ kỳ lắm. Như thế là rất bình thường, để điêu lên cho anh nghe vậy thôi. À, cuộc đời mình là rất bình thường nhưng mà nó rất giản dị vào cuộc sống nhân sinh nha quý vị. Rất giản dị cuộc sống nhân sinh luôn. Ok, người ta thích làm, để người ta làm à, người ta cần hỏi mình gì thì mình góp ý. À, kịch bản viết xong rồi đưa cho mình đọc lại kịch bản, cần cắt chỗ nào, cần thêm chỗ nào sao thì mình chỉ người ta. Học diễn chỉ người ta một chút. Nên nhận Đức thấy rằng là nhân duyên mỗi người quý vị à, các anh chị người ta có tâm gì chứ để người ta làm, thấy cũng ý nghĩa quý vị à. Chị này chị có tâm, tâm quyết á, giống như cũng nghe mình giảng pháp chị cũng quý mến, thấy rất là bình dân. Không, những người đến với mình bình dân đơn giản quý vị. Thật sự mà nói cuộc đời của người mấy chục năm ngắn ngủi quý vị ơi, lay quay mình chết queo rồi. Những cái gì mà làm tốt được thì chúng ta mỗi cương vị cố gắng làm. Cũng như quý vị cùng chung tay những đức đem Tịnh Độ giới thiệu thôi, cảm thấy vui mà đúng quý vị. Chứ cái danh cái lợi trong cuộc đời này thật sự mà nói có gì mình cầm theo được đâu quý vị. Thì những gì khả năng mình làm được thì mình cố gắng mình làm, đúng không? Đó nên những đức nói rằng là người ta có tâm quyết gì cũng không đơn giản. Hay lội lặng mà cảnh quay này cảnh quay kia mà làm ra tập phim không giỡn đâu quý vị ơi. Mà đây là làm có tâm quá, chứ ngoài ra người ta lo hết trơn. Người ta đã phát tâm đến mức như vậy thì cứ để cho người ta làm. Nghe không? Nhưng Đức nói với cái anh viết kịch bản, Đức nói kiếm anh nào hô dữ dữ một chút. Chứ đưa anh chàng đẹp trai quá, người ta nói sao ông này đóng đẹp với thầy cũng hô dữ cái trận. Thấy không? Rồi xong mấy anh chị hỏi cô sợ đóng mấy cái cảnh mà thầy hồi xưa hư có bị gì không thầy? Những đức nói những đức giảng, những đức nói còn những đức hư còn ác hơn. Mình không có quan trọng cái điều đó quý vị ơi. Thì người ta thường là những cái thành công người ta thường không có nghĩ đến cái vĩ vãng. Ta thường xóa tan vĩ vãng đã sai lầm. Người ta nhìn cái thành công, nhưng mà sự thành công nó phải có vĩ vãng sai lầm. Để làm chi quý vị? Để cho có người sai người ta có cơ hội đứng lên. Chứ không thôi người ta nhìn cái ông này thành công thôi mà không có cái vĩ vãng hư hỏng. Còn gì thì con người ta nói ông này có thiện căn dày, ông tu. Còn tôi đâu có thiện căn đâu mà tôi tu. Đúng quý vị? Nên những đức nói với những anh chị, những đức nói các anh chị cứ làm không có sao đâu. Thấy không? Cái gì nó cũng là ngày hôm qua thôi, có dính dáng gì ngày nay của những đức. Chứ đâu phải là những đức đi làm mà gọi là xem lý lịch đâu. Đi làm kiếm tiền là xem lý lịch thiệt á nghe. Ông mà vậy là tôi không cho ông vào cái cương vị á. Còn giờ tôi đi tu là tôi được đại chúng công nhận thôi. Lý lịch này là đại chúng biết hết trơn à. Mình cũng không có ai mà nói mình được gì, tại mình đã khai rõ ràng hết rồi. Thấy không? Không sống gì nó tự tại quý vị ơi. Con người khổ nhất là bí mật. Đúng không? Bí mật có ngày bật mí. À, đó, nên á, chùa mình á, có nhiều cái vui. À, cái vui tự nhiên không à. Như sáng nay tặng Mai cũng vui. Mà ai không có Mai cũng vui quý vị ơi. Đúng không? Mình chỉ cần mong cho người ta may mắn thì bản thân mình có cây may rồi. Thì nhớ kỹ nghe, quý vị chỉ cần cầu nguyện cho người khác may mắn là quý vị đã có cây may từ tâm rồi đó. Ai được cũng được, ai được thì thôi. Tính ra sáng này cũng hơn 1.000 cây á. Hơn 1.000 cây may đó quý vị. Hôm qua tới giờ là
tặng khoảng 1.300 cây mai. À, chùa mình thì đông quá vị ơi. À, rồi tuần sau thì còn hình như là nó khoảng cỡ 400 cây nữa. Rồi có cái chỗ nào họ có một số mai mà cũng nhỏ mai đó một chút, như Đức nói thôi cứ đem đại ra cho Đức tặng giùm cho. Tặng cho người ta là phải luôn quý vị ơi. À, bữa nay ở đây mà ai không có chưa có lịch không quý vị đưa tay coi thử coi. Ủa nhiều dữ vậy. À, được chút tặng lịch quý vị nghe. Lịch còn nhiều lắm á. À, à không mà tấm lịch người ta in đẹp quý vị. Thấy không? In đẹp mà. Thấy không? Không quý vị ơi, công nhận mình niệm Phật nghe. Bây giờ những Đức phân thân đi khắp nơi quý vị. Phân thân đi khắp nơi. Rõ ràng quý vị ơi, mình sống mà để cho người ta thương á. Người ta đã thương rồi là hô gì người ta cũng hung. Ngộ ghê. Rõ ràng quý vị. Còn người ta đã ghét rồi thì dù có đẹp cỡ nào người ta cũng ghét à. Thôi sống sao cho người ta thương quý vị à. À, à, mình niệm niệm gì người mình hết lòng hết dạ đi. 25 mà cộng tu cuối năm á nghe. Nay 26 rồi, 25 cộng tu cuối năm á là tháng giêng hả ta? Tháng giêng. Tháng chạp. Những Đức không rành mấy cái vụ này luôn á quý vị ơi. À, à, tháng chạp. Chạp giêng gì đó. À. Thì Nhân Đức cũng làm món quà tặng quý vị. Làm món quà tặng quý vị dịp Tết mà gọi là tiêu trừ quán khí. Nghĩa là món quà đặc biệt nghe là thấy mê đúng chưa? Món quà mà để gọi là tiêu trừ quán khí. Đây là món quà đặc biệt lắm nghe. Bây giờ chúng ta nói gì thôi rồi á, 25 Tết là đây tặng cho. Chắc chắn là đầy đủ hết. Tại vì Đức làm 20.000 phần, 25 Tết thì chắc chắn là thoải mái thì sao mà thiếu được quý vị. Ừ, cái món quà mà nói là tiêu trừ quán khí là không đơn giản đâu nghe quý vị. Quá thoải mái luôn đúng không? À, mỗi lần mà bực bội khó chịu cái gì nghe chỉ cần nhìn thấy món quà đó cái là tiêu trừ liền. À, quá dữ dằn mà. À, nên á, rồi từ đây tới ngày đó những Đức cũng cố gắng à, tặng cho người ngày đó người 10 ký gạo để mình về ăn Tết. Cái lọc chùa nghe quý vị. Cái nhà quý vị là gạo đầy đủ rồi không biết sao. Nhưng mà cái lọc chùa mà cái bữa tặng nó làm sao mà lọc thiệt. Chứ đừng có như cái lần lọc lần trước. Nguy hiểm quá. À, bữa đó là bắt đầu là chắc là đông lắm, người ta ngồi hết ngoài kia. Hãy che mũ ở trên đồ. Giống như cái bữa lễ đó. Cho người ta ngồi nó đều hết. Rồi ngồi tại chỗ rồi mình bố trí nhân sự. Đem cái lọc gạo ra với cái món quà tiêu trừ quán khí. Đưa tới tay bị luôn, ngồi tại chỗ hết. Hiểu không? Chứ không có đứng lên được đâu, đứng lên là lu bu quá. Nó không phải lọc nữa, nguy hiểm phải không vậy? À, nó nên quý vị thấy á, mình về chùa ở đây á như là về gia đình quý vị ơi. Vui gì đâu á mà. À, nhớ nghe, nguyên một năm tu đến đây tu mà cuối năm á, nó là cái kết luận rất quan trọng. À, mà cái cuối năm mà không lỡ là có khi nó kẹt ấy, nó kẹt cả năm tu. Tại vì từ đầu năm rồi giữa năm rồi giờ cuối năm là quyết định để làm Phật nè, không đến là không có được.
Còn cái người đầu và giữa không đi mà cuối mà đi là người này ta thành công rồi đó. Đi ngồi suy nghĩ nè, ngồi suy nghĩ nè, cái người niệm Phật cả đời mà cuối cùng không niệm Phật giảng sanh không? Cái người cả đời không niệm Phật mà cuối đời niệm Phật giảng sanh không? Đó. Nên cái 25 Tết đó nghe, 25 tháng Chạp á, cực kỳ quan trọng. Quan trọng dữ lắm. Hiểu không? Còn cái mùng 2 Tết đó nghe, là cái ngày đầu năm khóa tu, cực kỳ quan trọng luôn nghe. Tại vì khởi đầu, tôi nói đầu xuôi thì đuôi lọt, mà cái đầu năm mà không đi được là kẹt cả năm. Chứ sao? Không đơn giản. Thấy không? Ngon mà. Mấy vị nghe nó có tình có lý thì quý vị ơi. Thấy không? À. Đó. Còn ví dụ như người ta nước ngoài đồ nước này nước kia đồ mà người ta gì không được thì thôi coi qua trực tiếp. Trực tiếp thôi. Còn những người mà đi được mà không đi là kẹt. Đâu kẹt á. Đó. Nên á, còn ai mà nguyên mùa Tết mà về ăn Tết được ở chùa, hoan nghênh quý vị. Về ăn Tết. Về ăn Tết đi. Có phước duyên cũng khỏi lông nhông ngoài đường chứ mất công mệt. Vô chùa nó bình an. Năm nay á, quà dịp Tết nó nói chứ mình cũng làm những món quà mà người ta đi đến chùa mình cũng tặng luôn. Đó, những đức cũng chuẩn bị chứ cái đêm mà 30 á, chương trình năm nay giao thừa thay đổi lại, không có tổ chức 12 giờ khuya mà 7 giờ giảng pháp, chải mũ ngoài sân, ngồi ăn bánh rồi chơi vậy đó, nhân sinh vậy đó. Không? Xong rồi giảng pháp. Giảng pháp xong niệm Phật lễ Phật tu một thời ngon lành. Từ 9 giờ đổ lại là xong chương trình. Xong ai ở lại chùa ăn Tết thì ngủ giấc ngon lành tại chùa. Sáng mai vẫn tu một thời mùng 1 Tết. Quá đặc biệt luôn quý vị. Không? À, rồi bắt đầu là cả ngày mùng 1. Mình cho mùng 1 Tết á, nghỉ nghỉ buổi sáng đi, buổi sáng không tu thờ, buổi chiều á thì cứ để ở chánh điện ta tu bình thường. Nhưng mà dịp Tết á thì chúng ta chỉ cho lễ Phật 45 phút thôi, mỗi thờ tu lễ Phật 45 phút vậy đó. Để làm chi phải không? Để còn cái thời gian rảnh con cháu đều đến thăm ông bà cha mẹ, có thể có thời gian các cụ chơi với con cháu, đúng không? Đó. Rồi quý vị là ở đây tu thì cũng có thời gian vòng vòng rồi ngồi ăn bánh kẹo, cắn hộp dưa đồ chơi, rồi đi vòng vòng giường bóng giấy đồ chơi tung tăng đồ heo. Rồi quý vị đứng bên ngoài phát lộc đồ cho chúng sanh cũng được. Cứ vậy mà mình làm thôi. Nên quý vị biết rằng mình niệm niệm gì người mình phải tính ra làm sao mà chúng ta tu tập được. Nên quý vị nghe gì rồi quý vị thấy không? Bất cứ một tôn giáo nào đến đây nghe pháp cũng đều được lợi ích. Có trở ngại không quý vị? Không có trở ngại. Nên cái nền giáo dục mà có cái chuyện trở ngại là quý vị thất bại. Nền giáo dục mà nói còn có trở ngại là thất bại rồi đó quý vị. Quý vị nhớ quý vị ở trong bất cứ một cương vị nào, quý vị có lỡ sai lầm cái gì, quý vị cũng có thể quay đầu học Phật được. Không có trở ngại nghe. Sao trở ngại được? Nếu mà nói gì trở ngại không lẽ người ta không học Phật, người ta hư luôn. Ví dụ như người ta mới bước xuống bùn thôi, mình ngoắt người ta bước lên, bước lên, thì người ta bước lên, người ta rửa chân xong rồi. Quý vị thấy cái sự sám hối trong nhà Phật hay không? Quá hay. Đó. Còn bây giờ người ta mới bước xuống bùn cái thôi là mình nói mày tiêu, tiêu luôn rồi đó. Thôi không có cơ hội gì đâu con. Không lẽ vì để cho người ta lúng.
lúng càng sâu, không có đúng. Nên trong nhà Phật từ bi, người ta vừa bước xuống bùn mình đứng mình kêu bước lên, bước lên, đúng không? Dạ con bước lên rồi có tu tập được thầy. Bước lên trước đi mà tính sao, đứng như nó lúng chích mồ vậy, bước lên con, thấy không? Đầu nó đưa tay nắm tay gịch nó lên nào. Đạo Phật từ bi mà quý vị. Rồi nhiều người hỏi bây giờ con hư thiệt là hư, con quay đầu con học Phật được không thầy? Sao không được, ở đâu mà nghe học không được. Mình hư cái đó là một cái dĩ vãng kinh nghiệm cuộc đời. Bây giờ mình tốt lại, đúng quý vị. Nên mấy anh chị mà người ta viết kịch bản đóng cái phim cho những đức thì coi, đóng rồi mới thấy ông thầy ông hư quá trời khi ngoài đời, đúng không? Rồi tới cuối cùng rồi ông lại gặp Phật Pháp. Phật Pháp chọn cơ hội. Nãy như đức nói với những anh chị đó, như đức nói một câu vậy nè: cái vĩ vãng của cuộc đời con người ai cũng có cái sai. Nếu như cái mãi mãi che giấu cái vĩ vãng đó thì mình không có cho người sau này đứng lên được. Nếu cái gì mình cũng tốt hết chứ thì những người hư người ta làm sao mà đồng hành với mình đấy, đúng không? Đó, nên anh chị cứ yên tâm, có sao đâu. Nên từ nơi đó cứ là đóng làm sao mà có theo kịch bản, có tình có lý, thấy nó hay, đóng làm sao mà hay. Diễn viên là phải được rèn luyện, cỡ nào đóng có hồn chút, xấu đẹp gì không biết nhưng mà có hồn chút, thấy không? Nếu không được tôi ra tôi đóng luôn chứ. Không, nhà nước đóng mà dữ lắm quý vị ơi. Đóng là thôi gốc luôn, đúng không? Thôi bây giờ mình đóng trong chùa không nó hay quý vị ơi. Vai trò mình cứ làm đúng vai trò mình là đặc biệt nhất rồi, không? Để cho người ta làm hết. Xã hội để cho người ta, xã hội người ta làm. Nó hay dở gì tùy duyên. Nhưng luôn luôn mình nắm cái vai trò chính nhất của mình là gì? Nuôi cái cụ già yên tâm nhất, đúng không? Đó. Nên mỗi một tôn giáo như vậy, quý vị có thể học Phật giáo không có trở ngại gì hết. Nếu như cái người trong tôn giáo mình nói này nói kia nói nọ, quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ. Đừng bao giờ để cho một số cái mà người ta nói này nói nọ mà chặn lại con đường học đạo của mình. Mình nên biết mình đang làm gì, mình đang biết mình đang tu tập sao. Tại vì bản thân mình mới biết, chứ người ta thì đâu có biết, đúng quý vị? Người ta đâu có biết đâu. Các tôn giáo khác học Phật có trở ngại hay không? Hay như là Phật không có trở ngại gì hết quý vị. Và chúng ta là bên Phật giáo cũng có thể học các tôn giáo khác những cái hay. Vì nhớ là sở học mà nói có trở ngại là do tại chúng ta, chứ các vị giáo chủ thì không có trở ngại gì hết. Chứ không có cái chuyện mà mình là Phật giáo mà mình đến học các tôn giáo khác thì Đức Phật buồn. Mình là các tôn giáo khác mà học Phật giáo thì các vị giáo chủ khác buồn. Buồn là do tại con người phàm phu chúng ta. Buồn trách nặng nề, thấy không? Vậy thì chùa này quý vị đi đến đây, quý vị đi đến chùa khác học được không? Được. Vì thấy hay thì quý vị học đi. Vậy thì các chùa khác đến chùa này học được không? Được. Từ nơi đó mà mình phát triển sở học. Cái gì hay mình áp dụng.
Nên chúng ta có cái quyền, cái này là cái quyền quyết định là bản thân chúng ta mà, dân chủ mà. Mỗi một người có quyền. Chỉ có cái gia đình mình, đó là phạm vi của gia đình mình, người trong gia đình lớn nhất giải quyết vấn đề. Đoàn thể thì người trên nhất giải quyết vấn đề. Còn cái việc cá nhân về tín ngưỡng, đó là cái quyền cá nhân của mọi người. Nên không có một tổ chức nào mà câu thúc người ta cái chuyện này. Vậy như ví dụ như người ta học đúng thì người ta nhờ, học sai người ta gán chịu. Nên có những người các mối đạo khác nghe những đức giảng, họ gặp những đức, họ hỏi. Hôm qua có một cô đạo Thiên Chúa, cô nói từ nhỏ cô ở nhà thờ luôn, học thời gian rất nhiều năm, nhưng mà cô nghe những đức giảng cô rất là thích. Có nghĩa là cô quen với những đức mà cô lại không quen tượng Phật. Tại cô nghe những đức giảng, thích những đức thôi. Cô đến chùa, cô nói cô gặp tượng Phật, cô lại, cô cảm thấy nó rất là xa, rất là lạ. Tại vì cô quen với hình tượng tôn giáo của cô. Rồi con xin hỏi thầy, con học như vậy có trở ngại gì hay không? Nhưng nó không có gì trở ngại chứ. Bây giờ cô nhớ kỹ, cha mẹ mà thấy con học được cái điều tốt hơn, cha mẹ càng mừng. Không có cha mẹ nào mà buồn trách khi con mình học tốt hơn. Khả năng mình làm cha làm mẹ, mình dạy con mình tới một phạm vi nào thôi. Còn bây giờ thầy dạy còn cao hơn nữa, vậy thì mình mừng con mình đã được sở học cao. Cái trở ngại là chúng ta bị con người câu thúc, bị một số lực lượng, một số con người bình thường câu thúc. Cho đó là không được, không được, không được. Con hỏi những đức, con thường đi nhà thờ, con bận đồ theo kiểu nhà thờ. Vậy con đi đến chùa, con bận đồ gì? Những đức nói, cô đến chùa, cô bận đồ đời. Vậy thì khỏi dính tôn giáo gì của cô chứ. Cô cứ tín ngưỡng cái tôn giáo cô đi. Đúng không? Chứ không lẽ nói cổ đi đến chùa bằng đồ lam. Nó có sự trở ngại cho cổ là đến chùa thì bằng đồ lam, đi lỡ kia nhà thờ. Người ta đã bị cái tư tưởng đến nhà thờ nó nặng quá rồi. Giờ mình cho người ta đi đến nhà thờ bằng đồ kiểu nhà thờ đi. Còn đi đến chùa mình cho người ta bằng đồ đời. Lời dạy của Đức Phật rất là mở rộng quý vị. Lời dạy Đức Phật dạy, khi Đức Phật còn tại thế, dạy bất cứ một con người nào không có một chút trở ngại nào hết. Tốt, Đức Phật hoàn toàn cái gì cũng là tốt. Tại vì sao? Nhân quả là như vậy là tốt. Bằng ngược lại chi cho nó khó xử, thấy không? Cái tâm học đạo chứ đâu phải bộ đồ học đạo, thấy không? Cái tâm học đạo phải cái đầu học đạo. Cái đầu hình tướng thì nó ở đâu thì tùy duyên chỗ đó. Chứ bây giờ có nhiều người nói rằng là con đã phát nguyện con cạo đầu rồi, mà bây giờ đến lúc cạo đầu thì con lại có vấn đề là cạo đầu lại trở ngại một số việc. Con xin hỏi thầy, con không cạo đầu có bị chuyện gì xảy ra không? Những đức nói không có chuyện gì hết. Không cạo đầu thì còn tóc gì nữa. Có chuyện gì? Cạo đầu thì chỗ lũi, còn không cạo đầu thì còn tóc. Trở ngại gì? Trở ngại cái là khi cô cạo đầu thì cô hơi lạnh máu ác một chút. Vậy tôi lấy cái nón đội lên. Chứ có trở ngại gì đâu quý vị. Bây giờ quý vị còn tóc dài tha thước, quý vị lo niệm Phật cầu sanh cực lạc thì Phật cũng rước nữa. Còn bị cạo đầu rồi mà bị không lo niệm Phật, bị làm ác thì Phật cũng không có rước quý vị được. Đúng không? Nên mỗi một người cái nhân duyên về hình tướng thì tùy duyên mà tu đạo, chứ không có trở ngại gì chứ. Trong Phật Pháp hay bất cứ một tôn giáo nào, trở ngại là do con người không hiểu. Chứ ngoài ra một vị giáo chủ đã dạy, tuyệt đối không có trở ngại. 100%. Tốt, tốt. Người ta đi đến nơi mình học cũng tốt, người ta đi đến đâu học cũng tốt. Vì sao? Vì nhân quả người ta đi đến nơi đó học là tốt.
Mỗi người nhân duyên khác nhau quý vị, hiểu không? Giờ quý vị đi đến đây, quý vị thấy vui, thích thì lúc này lại bị đến đây. Nhưng mà ai biết sau này quý vị tự nhiên gặp những đức lại bị ghét cay ghét đắng. Nó ghét đó quý vị ơi, chứ không phải là nó thương hoài đâu. Mình cũng đã từng thương người mà người nào rồi mà mình đã ghét rồi mà. Thì bây giờ đến lúc thương nó chỉ đến đoạn đường đó thôi. Nếu không có bồi dưỡng thì tới ngày đó tự nhiên nó ghét cay ghét đắng, nó ghét đến mức mà không tưởng tượng được. Muốn cầm cây, cầm dao, dược, chém lia, chém lịa. Ví dụ như họ thương thì là thương người đó, họ về họ nắn ra một bức tượng. Mỗi ngày họ nhìn bức tượng, nó quý thương, cầm vuốt ve bức tượng. Nhưng một ngày nào họ ghét, họ cầm mũi tên, nó bắn kịch kịch vô bức tượng. Thương và ghét của một con người nó đến và đi bất chợt lắm mấy vị. Trong cuộc đời này khó có gì tồn tại hoài. Nhưng nếu mình có duyên nhau dày mà bồi dưỡng niệm Phật thì cả đời mà đi con đường này đến việc cực lạc thì nó hay quá. Còn nếu như một ngày nào mình hết duyên nhau rồi thì đừng có ghét làm chi. Tại vì mình hết duyên nhau rồi thì những gì ngày xưa có bồi dưỡng bao nhiêu tình cảm thì bây giờ cũng là hết duyên hết nợ rồi thì thôi. Thì lo những cái ký ức đó quay lại làm chi, để rồi kể lễ rồi tức rồi ghét. Bao nhiêu tình cảm đờ đạo nó cũng do gì những cái kỷ niệm quý mến yêu thương đã qua. Bây giờ trở lại dư âm là những cái hận thù quay lại. Tại vì đó là những cái quý thương bao nhiêu bồi dưỡng, rồi bây giờ lại bị một hai lời nói làm đau lòng. Cuối cùng tất cả những cái thương yêu kia nó trở thành kẻ hận thù kinh khủng. Thấy không? Nên nó có những người mà hồi đó mình đã từng thương ông chồng mình mà thương cả lối đi mà. Thương từng cái áo rách. Cầm chiếc áo vuốt ve. Có khi chồng đang nằm ngủ lợn hôn chồng nhẹ nhàng. Mấy bà đây có sao không có. Đúng không? Rồi chải đầu cho chồng đồ. Hôn thương chồng quá trời. Nhưng mà bây giờ vì thấy hận ghét chỉ nhìn cái bóng thôi, khỏi cần nhìn người nữa. Thấy cái bóng thôi. Vì nó mà cầm đắt liền cái bóng. Cái bước chân này nè, cái bước chân này nó mới bước đến đây nè. Đừng có kêu tôi bước vô cái bước chân này. Tôi hận thù cái bước chân này. Nói vậy thấy không? Thương người thì thương cả lối đi, mà ghét người thì ghét cả tôn ti họ hàng. Nên á, thấy người này cũng dễ mến. Hỏi em nhà ở đâu? Ở nhà em kế nhà anh đó. Cái gì? Bởi vì tôi nói nhìn cái mặt mà thấy coi được ghê. Kế nhà cái thằng đó hả? Dùng cái thứ lũ đạn đi ra chỗ khác. Thấy không? Rồi xong mới đi xin việc làm. Bà chủ hỏi này kia, à em được. Nhà em đâu? Gì? Ở chung nhà thằng đó. Đi ra ngoài. Nhắc tên thằng đó là mày chết với tao. Không nhận luôn. Ghét thằng đó, tao ghét luôn mày. Ai mượn mày ở nhà gần nhà đó làm chi? Ghét luôn quý vị. Thấy không? Có không quý vị? Đó, có. Nên tại sao có những cái nghề mà người ta kiểm tra về cái lý lịch. Lý lịch á, nó chỉ một phần nào thôi. Thí dụ như câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Khi cái ông Đạo Bà La Môn giáo mà ông khi mà ông giảng thuyết cùng với Đức Phật á, nhớ không? Thì ông nói á, cái mối đạo nào tu hành cũng từ cái tâm và từ cái sự gây dựng tu của con người đó. Còn từng đời, từng đời, từng đời, từng đời, từng đời đặc biệt cũng chưa chắc cái thằng này đặc biệt. Tôi có một cái thằng cháu. Thằng cháu tôi là mấy đời dòng tộc rất đặc biệt. Kế thừa đều là đặc biệt không? Nhưng mà tới đời thằng cháu tôi nó là một tên ăn nhậu bê tha, hư hỏng. Nhìn hình tướng của nó rất đẹp, rất phong độ.
nhưng nội tâm nó lại là một thằng hư. Từng đời ngon lành cũng chưa chắc thằng này ngon lành. Và từng đời hư hỏng, tới đời thằng này biết đâu nó tốt làm sao. Lý lịch chỉ một phần nào thôi, còn thật chắc vẫn là con người đó có tiếp nhận giáo dục hay không. Thấy không? Đó nên những đức mong quý vị hãy có được cái niềm vui từ tâm để phát cảnh trong cuộc đời quý vị lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhớ học Phật không có trở ngại quý vị ơi. Thấy không? Hoàn cảnh nào học Phật hoàn cảnh nấy quý vị à. Đó là gì? Đó là giải thoát đó quý vị ơi. Thấy không? Nghĩa là trong mọi hoàn cảnh đều học Phật được hết, không có trở ngại nghe. À, vậy thì quá tuyệt vời rồi. Cái quan trọng là đời này phải về cực lạc. Ai muốn giảng sanh đưa tay lên coi. Muốn giảng sanh thì làm sao? Niệm Phật đạt kết quả là làm sao? Niệm Phật đạt kết quả là chúng ta không có buồn giận ai để trong tâm lâu. Mỗi tuần đi đến đây là buông cái buồn giận xuống liền. Rồi chút về nhà muốn buồn gì đó thì buồn. Đúng không? Đi đến đây là cỡ liền. Đúng không? Cỡ nào cũng đời này phải về cực lạc nha quý vị. Rồi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ. Mỗi tuần chủ nhật chúng ta về đây tu tập rất là đông quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy đức chúng như biển cả mênh mông, ai giờ đây tu cũng hoan hỷ vui vẻ. Nên những người mà bị bệnh ung thư, bệnh đau, buồn phiền, vợ bỏ, chồng bỏ hay con bỏ vậy đó, hay bị giật nợ, giật nặng vậy đó, thì chúng ta về đây tu tập nghe Pháp nghe, cỡ mở tâm tư, có khi nó giải quyết vấn đề nó còn nhanh hơn quý vị à. Nhớ nghe quý vị, buồn phiền là không bao giờ giải quyết được cái gì hết. Người nghe Pháp vui vẻ, cỡ mở, có con đường để mình thoát. Con đường thoát là bằng cái niềm vui nghe quý vị. Nên cái đức của đại chúng này lớn lắm, cái công đức đại chúng này lớn lắm. Giống như một mình, giống như một ngọn đèn. Thì một ngọn đèn thắp lên nó ánh sáng đâu được nhiều đâu. Nhưng mà ngày Chủ nhật thứ bảy ở chùa mình tu thì đông gì thì bao nhiêu ngọn đèn thắp lên. Thì bóng tối vô minh của nội tâm mình tự tan biến. Nên cần về đây nghe Pháp niệm Phật để giải tỏa tâm tư. Có những người ung thư bế tắc này kia về đây nghe Pháp có khi cởi mở tâm tư. Vui có thể quá giải bệnh nghe quý vị. Vui thì việc nó càng tốt hơn. Nên cái công đức của đại chúng này tu rất là lớn. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an. Trên là Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Hòa Thượng xây chùa mà chúng ta có chỗ về đây nương tựa để tu tập. Nên nguyện hồi hướng cầu an cho Hòa Thượng và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng, nhờ đại chúng hộ trì Tam Bảo mà Tam Bảo thịnh vượng, nhiều người được đến đây tu hành. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho tất cả chúng sanh toàn thế giới luôn luôn được bình an và tiếp nhận được Phật Pháp, biết niệm Phật để hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp hóa thai, chiến sĩ chặn phong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan chết ức, chết vì uống thuốc sâu, tự tử hay thắt cổ, hay là nhảy sông, xe đụng hay lửa cháy, nước trôi, khi chết bất đắc kỳ tử mà làm cô hồn vất vơ vất vưởng. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh. Nguyện nhờ công đức này mà thần thức quý vị tỉnh táo sáng suốt, biết nương một bộ nguyện niệm Phật. Vì Đức Phật A Di Đà đã có lời nguyện, chỉ cần một chúng sanh nào nghe được danh hiệu A Di Đà Phật mà phát nguyện niệm, buông cái tâm hận thù đòi nợ, niệm Phật để cầu sanh cực lạc, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn tất cả chúng sanh đã về Tây Phương Cực Lạc,
về thế giới cực lạc, chúng ta luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, nhật tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhật tiết hữu tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đắng cô hồn chung ngã kim tí như cung, nhật tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lụng lăng ta bà ha, án một lụng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Chúng ta nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người về chùa mình tu tập, tất cả quán thân trái chủ đi theo, hay những người mang nghiệp phá thai, hay gia đình có người chết mà chưa siêu thoát, quý vị đều hưởng được cái từ trường niệm Phật tu hành. Chúng ta nên hỗ trợ nhau tu, giúp cho những người còn sống này bình an, để họ tin Phật Pháp, để họ niệm Phật, để hồi hướng cho mình. Đừng nên trở ngại nhau, để họ không tu được thì lấy công đức đâu hồi hướng cho mình. Nên quý vị nghe gì rồi cố gắng giúp đỡ nhau tu tập, mỗi ngày nghe pháp niệm Phật, để chúng ta hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, lìa khổ được vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Bây giờ chúng ta nghe đạo rồi, nhớ nghe, con ruồi, con muỗi, con kiến nó cũng muốn sống nghe.
con vật nó cũng muốn sống. Nên chúng ta phát tâm từ từ ăn chay trường, rồi xong bắt đầu là mình không sát sanh mà còn phóng sanh. Từ nơi cái tâm này quý vị phát tâm từ bi và bình an dữ lắm. Nên trong kinh Phật dạy là tứ sanh phụ mẫu mà. Nên tất cả con vật này cũng là ông bà cha mẹ của mình đã sát sanh hại vật tạo nghiệp mà bây giờ đầu thai làm loài súc sanh. Nên chúng ta bây giờ vô minh, có khi mình ăn thịt mình không hiểu. Nên từ nơi đó đã hiểu rồi thì từ từ chúng ta tập ăn chay trường luôn. Đó là cái hạnh từ bi mà quý vị sẽ được bình an và thấy thoải mái lắm. Như những đức khi ăn chay trường cũng có sức khỏe mà. Quý vị thấy những đức 75-76 kg, chứ nó đâu có ốm o gầy mòn gì đâu, thấy không? Nên quý vị cứ ăn chay đi, đừng có sợ thiếu sức khỏe nghe. Đó, bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay đi thả chim quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi.